bán 49.000 bán mẹ. Rồi con lấy cuốn sổ trên tủ lạnh này chị coi lại. Hello mấy cục vàng. Nay thanh sale hết nguồn zin nên mấy chị luôn nè. Đây anh có mớ quần jean nè, anh sale cho mấy chị luôn nè, 49.000 mấy chị. Đó, cái này là size 33 nè nha. Đúng không, chị có mua mấy cái áo, cái quần, có cái quần này còn thằng bé nó bị chật, nó kéo được bụng lên, bụng chật. Này có size lớn hơn thì ấy, nó không lấy quần. Lấy cho con. Cái này còn size lớn nè. Còn, để lấy con đúng không? Thằng này bụng thì to lắm mà chẳng có cái này mà có lại còn dài không, còn dài mà từ to hơn hai này nữa hai mà nó chắc khó không, không dài là nó qua mẫu khác rồi à. Hoặc nếu mà khó ấy quá thì đổi sang đồ thun cũng được. Đây rồi, cái này là size 33 nè mấy chị, size 33 nha. Đó, cái này là size 33 đó, làm sale cho mấy chị luôn. Cái này Thanh có size 33 nè. Rồi nữ hả? Có. Đây rồi, cái này là size 28 nè.
Size 28 nha, cái này size 28. Rồi Tâm sale đồng giá cho mấy chị luôn á. Sale đồng giá cho mấy chị cái quần này là size 28 quần dài. Thông báo chị like luôn. Rồi đồ em đi chưa chị? Hay chị xả luôn rồi. Đồ em mà dễ gì xả. Đồ em còn giữ à, dễ gì xả cơ. Dễ gì xả. Ní à, ní mà dễ gì xả. Rồi cái quần này là Thanh có size 32 nha mấy chị. Quần đen này là đen 9 tấc nha. Size 32 nè. Rồi size 33. À ok, xanh dao nè, size 33 nè. Ủa cảnh sao nó không có điện? Con rút điện ra gì vậy? Rút ra chi vậy? Con ghim kia để con nhập cái Shopee á hả? Con nhập Shopee á hả? Cái ghim cái kia để nhập Shopee hả? Đơn mà. Gì chút đơn thì bỏ trong cuốn sổ chứ đâu, con lật sổ con làm gì đó rồi nó hà con đó hả? Cháu. Chính tấc không có size 228 cưng ơi, chính tấc không có size 28. Cái này là Thanh còn ít là Thanh sale cho mấy chị chó hết luôn á. Rồi ok, chút Giang size 32 để chị lấy cho. Rồi Thanh có size 32, 33 mấy chị, sale rẻ cho mấy chị luôn. Sale rẻ cho mấy chị luôn á nha. Chứ cái quần này là Thanh có màu đen thôi nha mấy chị, màu đen thôi nha. Màu đen Thanh có size 32, 33. Còn cái này duy nhất một cái quần dài mà size 28. Đây cái này một cái quần dài mà size 28 nha mấy chị, size 28 Thanh sale cho mấy chị luôn á, sale rẻ cho mấy chị luôn, 49. Sale đồng giá cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn. 28 49. Lên giùm Thanh cho em coi quần dài. 28. Đây. Chị đang sale có 49 thôi. Là cái này là cái quần dài nè. À, quần dài nha, cái này là quần dài nè. Cái quần dài chị Thanh còn một cái này. À, size 34 hả? Hình như có size 33 là lớn nhất à. Size 33 là lớn nhất á. Chị ơi 54kg mặc vừa không? Ê xíu Nguyễn ơi, cái 54kg là size 28 này mặc vừa nè cưng. Size 28 là mặc vừa. Cái này quần jean, chị đang xe đang nói quần jean mà. Quần này là quần nữ nha, quần nữ nha cưng. Đó rồi, chị còn một cái size 28 nha, một cái size 28. Chị nào lấy chốt kim thanh luôn. Cái đó là cái này là bán xả cho mấy chị đó. Chứ quần này là một cái mấy trăm không. Hello cục vàng, hello Trần Anh. Gửi đồ em nha chị. 49 xíu Nguyễn ơi. Đồ của cưng hình như chưa có đó, ít quá là gửi ấy không cưng. Có mua gì thêm mà chị gửi luôn. Có mua gì thêm chị gửi luôn, tại chị thấy nó không tới 100.000 hay gì á. Rồi ok Nguyên Quyền nè. 28 49. 50kg vừa không? Cái này hết luôn, em lo hỏi không mà hết luôn rồi. Em hỏi không cái khách chốt mất tiêu rồi. Sao đơn hôm qua chưa thấy gọi. Chưa đủ đơn cho nên là Thanh không có gọi nha. Chưa đủ đơn là Thanh chưa có gọi nha. Bảo Kính ơi, em chia sẻ riết bị nói.
bị nói vi phạm luôn rồi. Biết bị nói vi phạm luôn hả? Chúng em cái đó đi hết rồi à, mấy chị lo hỏi không mấy chị hết luôn à. Chia sẻ thôi, một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm thôi. À, sáng mai chị có like không? Sáng mai chị không có like nha cưng. Chị ơi có giày sụt không? Không, bây giờ chị lên cái nào em coi. Em lên cái nào, chị lên cái nào em thích thì em chốt ha. Chứ giày dép quần áo gì rồi chị lên từ từ nha, cục vàng. Vô anh lấy ra thêm nữa nè. Cái này Thanh có size 31 nữa nha. Có size 31 nữa mấy chị. Hello chị chào qua Thanh. Đây có size 31 nữa nè mấy chị. Đây có size 31. Đó, size 31 nha. Quần đẹp quá trời luôn mấy chị. Thanh có size 31, 32, 33. 31, 32, 33 là lớn nhất nha mấy chị. 33 là lớn nhất nha. Đó, chị nào lấy chút cho Thanh luôn. Đó, quần rim nha mấy chị, màu đen. Size 31, 32, 33 mấy chị nha. Chị nào mà mặc size bao nhiêu thì lấy nha mấy chị. Bữa nay Thanh sale cho mấy chị luôn. Ba mốt, ba mươi hai, ba mươi ba. Cái này quần nữ nha cưng. Quần nữ. Đúng rồi, bây giờ Thanh có size 31, 32, 33 thôi nha. Cái này là quần nữ nha mấy cục vàng, quần nữ mà size to nha. Quần nữ size to. Cái này còn ít cho nên là Thanh sale cho mấy chị cho hết luôn á. Cái này là quần dài chính tấc á. Em muốn mua mà lâu quá không mặc quần jean nên không biết size bao nhiêu. Không biết bao nhiêu hả? Bây giờ cân nhiêu ký rồi? Cân nhiêu ký rồi? Đó, cân nhiêu ký con nói đi chị lấy cho. Cái này là size to, cái này là size 31. Cái jean này nó cũng đơn cân đi rồi đó. Đơn cân đi rồi đó Phương Phạm ơi. 54kg chắc cưng mặc size 31 là được á. 49.000 đó nha, 49k đó nha Hoa Thanh ơi. Lấy em một cái nữa nha. Rồi Trúc Giang là một cái size 32 ha. Co giãn jean, co giãn nha. Cái này là jean co giãn nha, Thanh sale cho mấy chị 49k mấy chị, bao giá mấy chị luôn. Rồi ok em. 31 phải không chị? Ừ em mặc size 31 là được rồi. 54kg là em mặc size 31 được rồi. Đó, cái này là quần dài chính tất, Hoa Thanh mặc cho thành quần dài á. Hả? À, cái qua là nhiêu? Qua 100 ngàn đó. À. Thôi để thôi lại 10 ngàn đi, cái nào ra cái đó.
Nè thối cho chị 10.000 đi. Size 30 chị không có, chị có size 31. Được không? Size 31 nha, size 31 trở lên thôi. Thanh có size 31, 32, 33 nha mấy chị. Đây. Đó mấy chị, Thanh sale cho mấy chị cái quần này có 49.000 thôi mấy chị. Quần jean màu đen. Quần jean màu đen nha, Thanh sale duy nhất có một màu đen thôi. Duy nhất một màu đen cho mấy chị thôi, 49.000. Mấy chị không mua uổng lắm nha mấy chị. Cái vải jean này nó rất là mềm nha. Rồi ok, hoa trần đen 31 nè. Rồi mấy chị lên giùm Thanh là size 31, 32, 33. Mấy chị lên là mặc size nào mấy chị lên size đó nha. Thanh sale đồng giá cho mấy chị có 49.000. Rồi cái này bán 49.000. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh lên màu lên size giùm Thanh nha. Có 3 size thôi, size 31, 32, 33. Chị nào mang size bao nhiêu thì lấy nha. À, rồi ok qua Thanh nè. Mẹ chị chốt cho em cái 31 đi. Ok em. Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn. Cái này là quần chính tất, là quần dài đó. Cưng mặc là thành quần dài, như cưng với chị là mặc thành quần dài luôn á qua Thanh. Cái này quần chính tắc của người ta nhưng mà là quần dài của hai chị em mình đó cưng. Tại vì mình là chiều cao bị khiêm tốn cho nên là thành quần dài của mình đó. Rồi quần jean nha mấy chị, quần jean màu đen Thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi mấy chị. 49.000 một cái, size 31, 32, 33. Đó, những khách hàng mà bự con á rất là thích nha. Hello Trang Đặng. Đây, quần jean nè mấy chị. Đẹp chưa? Quần jean này là quần jean màu đen. Cái vải jean nó cũng mềm chứ nó không phải là jean dày nha mấy chị. Nha, cái này là một cái là 200 mấy vậy, quên mất mẹ rồi. Bây giờ Thanh còn có màu đen thôi. À, hồi nãy qua trần lấy size 31, bây giờ lấy thêm size 33 nữa hả chị? Chị lấy thêm một cái size 33 nữa phải không? Là hai cái phải không chị? Phải không qua trần ơi? Hồi nãy một cái 31 rồi, giờ lấy thêm một cái 33 nữa là hai cái đúng không? Rồi ok cục vàng. Rồi cục vàng nào lấy nữa chút giùm Thanh luôn ha. Thanh chỉ có 3 size, cái này là quần jean này size đại nha mấy chị. Quần jean size đại nha. Size đại là hàng hiếm đó mấy chị. Đó, bây giờ size nhỏ nhỏ thì nó bao la nhưng mà size đại đó thì thuộc dạng hiếm đó. Nhưng mà Thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi. Rồi ok em thêm một cái 32. 49.000, ui là mèn nó rẻ nha mấy chị. Đó, cái quần jean nó đẹp vậy đó mà có 49.000 thôi. Quá trời rẻ luôn. Chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt nha. Để dành mặc đi làm nè, mặc đi chơi nè. Đó, quá trời rẻ luôn, chưa được 50.000 nữa. À, cái gì coi quần mới vô. Tường vi. Tường vi là của Tường vi là cái gì? Tường vi là cái gì, ruby vi á hả? Hết bóp rồi em, hết bóp rồi cưng. Đây quần nè Suin đây. Quần nhiêu ký vừa, chị Thanh có size 31 tới size 33 đó cưng. Nói chung là size 33 là có 6-70kg á. Còn size 31 là khoảng 55kg trở lên đó cưng. Đây quần jean nha, quần jean màu đen nè. À, size 30 không có nha. Rồi Nguyễn Thị bé 2, size 33 2 cái nè. Một cái có 49.000 thôi mấy cục vàng ơi. Cảnh này con vô lấy cái gì nữa đi mà lấy màu đen á. Chắc màu đen. Một cái có 49.000 thôi mấy chị. Một cái có 49.000 thôi nha. Đó, chị nào lấy chút mình Thanh luôn. Rồi size 32 nè. 75kg hả? Chị cao 1 mét mấy? 75kg cao 1 mét mấy mới được. Phải nói chiều cao rồi cân nặng nữa. Anh mới biết đường anh tính cho mấy chị. Bình thường mấy chị mang size bao nhiêu? Bình thường mang size bao nhiêu? À, shop bán đồ rẻ. Ừ bán rẻ cho mau hết. 1m56, 1m56, 75kg cái này không vừa đâu chị. 75kg cái này không vừa đâu. Cái này là bây giờ Thanh có size 31, 32, 33 thôi mấy chị nha.
có 31, 32, 33 thôi, không có size 30 nha mấy chị. Không có size 30 nha, Thanh mở cái size 33 Thanh coi thử nó bự ra lớn à. Cái này là khoảng 7, 65, 70kg thôi mấy chị ơi, 75kg là không vừa đâu nha. Đó, nhưng mà cái quần jean nó có độ giãn nha. Đó, nó có độ giãn cho nên là mấy chị mặc nó rất là thoải mái. Thanh bán cho mấy chị luôn. Rồi, ok, cái gì tum trần 31, 4 cái nè. À, cái gì tum trần văn tum gì nè, nó đi đơn lần nào chưa ta? Tum trần văn tum gì có đi đơn lần nào chưa? À, tum trần gì, trần văn tum gì là chị ở đâu vậy chị? Chị ở đâu vậy? Rồi, Thanh có size 31, 32, 33, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 31, 32, 33, Thanh bán cho mấy chị có 49.000 thôi. 49.000 một cái thôi nha mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Rồi, 32, 2 cái nè, ok, Kha Lan Nguyễn nè. Trời ơi, cái này 33 thôi. Cái nước hả? Rồi 31 một cái, ok, chút mai nữa nè. Có không, còn màu đen chổng không? Lấy màu đen ra đi, gì bán màu đen cho hết luôn. Trời ơi, quần này mấy chị mua về mấy chị để dành mặt đó mấy chị. Ha, cho nó đã mấy chị. Có 49.000 một cái thôi, chị có pyjama đùi có, từ từ đi mấy chị. Từ từ Thanh lên cái gì Thanh cũng lên cho mấy chị hết nha. Chút mai hai cái rồi, 2 x 49.000. 1m58 62kg mặt cưng, lấy size 33 đi. Lấy size 33 đi cho chắc ăn xui in rồi. Có một màu đen à cưng. Có một màu đen à chút mai ơi. Lấy size 33 đi cho xui in rồi. À, 1m58 là lấy size 33 đi. Cho nó chắc ăn nha. Rồi lấy đưa lên chị xem bởi chị Cẩm Hằng ơi, lấy quần này mặc đã lắm chị. Bữa nay em nhận đồ rồi đẹp lắm. Cục vàng ơi, bữa nay mua quần jean này về còn đẹp dữ nữa nè. Đó, mua quần jean này về còn đẹp dữ nữa. Nha, bữa nay Thanh sale quần jean này có 49.000, bữa hổm mấy chị nhớ không, Thanh bán 69.000 một cái. Mấy chị nhớ cái like mà bữa ngày mấy quên mất tiêu rồi. Đó, Thanh sale quần jean nữ là 69.000, quần jean nam là 99.000, mấy chị nhớ không? Hôm nay Thanh bán cho mấy chị có 49.000 thôi. Đó, hôm nay bán cho mấy chị có 49.000, pyjama đùi bao nhiêu? Chút đi Bảo Kính ơi, Bảo Kinh ơi, chút xíu nha. Chút xíu đi Thanh sẽ sale cho. Là nghe cái kệ đó con lấy hết được không? Ơi màu xanh rồi. Rồi ok, Suin nè, size 33 nè. Mấy cục vàng không mua là hết rồi, tiếc lắm nha. Đó, không mua là hết tiếc lắm. Tại vì Thanh còn có mấy chục cái thôi, không còn nhiều đâu. Còn có mấy chục cái thôi, không còn nhiều nha mấy chị. Quần jean này màu đen nha mấy chị ơi, màu đen nha mấy chị. Có 49.000 một cái thôi. Bữa trước Thanh bán 69.000, bữa nay Thanh bán cho mấy chị có 49.000. Chị Hà, chị Cẩm Hằng ơi, cục vàng của em 56kg lấy size 31 đi Hằng nè. 56kg là lấy size 31 đi ha. 56kg là lấy size 31. Thanh quần thì Thanh mẫu Thanh đưa cho mấy chị coi rồi nha. À, hôm bữa em mới mua 2 cái trên 69, bữa nay mua nữa nè. Đó, thấy chưa? Bữa hổm bán 69.000, bữa nay bán cho mấy chị có 49.000 thôi. Co giãn nha Liên Hoàng ơi. Quần này có độ giãn, có co giãn nha. Rin này có co giãn nè. Đó, có co giãn nha. Nhưng mà cái này mấy chị về, mấy chị mới mua về, mấy chị đừng có giặt chung với đồ kia nha. Tại vì nó màu đen Thanh sợ nhiều khi nó cũng ra màu á mấy chị. Đó, cho nên là mấy chị đừng có giặt chung với đồ trắng nha mấy chị. Giặt riêng cái đi ha. Đó, cái này là màu đen. Chị Thanh đổi cái size 32 lấy cái 33 giùm em, sợ con em mặc size 32. À, qua Thanh đổi cái size 33 nè. Lấy cái 32 ra đổi cái 33 nè.
qua mẫu khác đi chị ơi. Chị like giờ em đợi đi ha, em đợi đi chị like, chị like. Ví dụ như em không thích này nhưng người khác thích ha. Ví dụ như mình chưa mua được món này để cho người khác mua xong thì có là xong là Thanh sẽ qua mẫu khác. Yên tâm đi, Thanh người bán Thanh lúc nào Thanh cũng muốn cho được nhanh đồ hết đồ. Quần đó nhiêu dạ 49.000 Trần Bi ơi. Lấy em cái xe 33 nha, lấy em cái xe 33, quần này mặc đẹp lắm. Trời ơi, quần này mấy trăm ngàn một cái đó. Mấy trăm ngàn một cái mà giờ sale có 49.000 là mấy chị hiểu rồi ha. Đó, giờ bán có 49.000 mấy chị hiểu rồi nha. Không lời lóm gì hết mấy chị. Nói chung là giờ này là cận Tết, là gần Tết cái thời điểm. Cái này là quần nữ nha, Thu Thảo Thu ơi. Rồi ok, Úc Duyên là 33 hai cái nè. Thời điểm này là thời điểm Thanh xả hàng để Thanh nhập hàng Tết đó mấy chị. Đó, cho nên là Thanh sẽ xả hàng giá rẻ cực kỳ cho mấy chị luôn. Rồi hai cái là 33 của Úc Duyên nè. Quần nữ nha Úc Chuyển ơi, quần nữ 49.000 một cái. Cục vàng nào lấy chốt tầm Thanh. Thanh có size 31, 32, 33, có 3 size thôi mấy chị, màu đen, một màu đen. Một màu đen thôi nha. Size 31. Cái này là quần chính tắc nha mấy chị, chính tắc nhưng mà người nào lùng lùng á là thành quần dài luôn á. Cái này là chị nào mà lùng lùng là thành quần dài nha mấy chị. Nha, cái này là quần, này là quần quần rin, quần rin nói chung là chính tắc so với những người cao, còn mình lùng á là thành quần dài. Nha mấy chị. À, có 49.000 mấy chị không thích dài mấy chị về mấy chị lên like dễ ợt. Quần này là quần nữ nha mấy cục vàng. Quần nữ nha, có độ giãn nha mấy chị. Đó, có độ giãn 49.000. 75kg cao nhiêu Thảo ơi? 75kg cao bao nhiêu? Cao trên 1m6 thì lấy size 33 nha cục vàng nha. Cao trên 1m6 thì lấy size 33. Hình như bó hổm là gì khui trong mấy cái bọc ra hết rồi phải không ta? Cái này là hình như còn ở trong kho. Đó, cái này là Thanh có size 31, 32, 33, 49.000 cho mấy chị, thoải mái lựa mấy chị. À, quá rẻ cho mấy chị luôn nha. Thanh có size 31, 32, 33. Cục vàng nào lấy chốt cho Thanh luôn ha. Còn có mấy chục cái là hết rồi mấy chị, không có còn nhiều đâu. Mấy chị về mà đó bữa hổm hai cái size 31 ok liên hoàng. Bữa hổm cái gì Trúc Giang lấy rồi đó, Trúc Giang mua về mặt đẹp đó, bữa hổm mua 69.000. Trời ơi nó dốc con mấy chị. Bữa hổm bán 69.000, bữa nay bán xả. Hiền Trần Thị ơi, 60kg là lấy size 32 đi. 60kg lấy size 32 đi mấy chị, tùy theo chiều cao nha. Chị cao, chị lùng, chị mông to, chị mông nhỏ. Đó, mình mua mình trừ hao, ví dụ như mình mông to thì mình mua trừ hao ha. 34 hả? 34 là chị không có, chị có size 33 thôi. Chỉ có size 33 là lớn nhất thôi. Có size 33 là lớn nhất nha cục vàng. Ô là mèn có 49.000 thôi mấy chị ơi. 49.000. Chưa được 50.000 á, bây giờ mà mua quần riêng 50.000 là hơi bị hiếm mấy chị nha, quần Sida á. Mấy chị biết quần Sida còn không có giá 50.000 nữa. Quần Sida là một cái là 70-80.000, cả 100.000 rồi. Đó. 1m55 60kg. Chốt cho chị. Dạ ok chị. 1m55 60kg hả? 60kg vậy lấy em lấy size 33 cho chị. Hiền Trần Thị nè, đó 1m55 là không có cao nha. Đó Thanh, em sẽ lấy cho chị size 33 đi chị. Đó. Thường mấy người lớn tuổi á là hay có ni bụng. Như Thanh là Thanh sanh em bé xong là Thanh hay có ni bụng, hồi xưa bụng Thanh nó nhỏ lắm, giờ Thanh đẻ ba lứa cái bụng Thanh nó bự lắm mấy chị. Chị có gì? Chị có nhà em Thanh thôi. Chị có nhà em Thanh là 33 hả? 33 là từ 60, 65, 70kg tùy theo người. Tùy theo người cao, người lùn nữa nha. Đây nè mấy chị, cái quần đẹp, bao đẹp mấy chị. Bao đẹp cho mấy chị luôn ha. À, 49.000 bán lỗ mà phải ngồi, phải nói nhiều, phải năn nỉ gì nè mấy chị. À, mấy chị chốt giùm Thanh luôn ha, quần jean 49k, size 31, 32, 33 mấy chị. Size 31, 32 mấy chị cứ nói chiều cao rồi cân nặng, đó là Thanh sẽ phỏng cho mấy chị nha. Ví dụ như mấy chị nói chút ký mà mấy chị không nói chiều cao á là Thanh không có biết đường lấy, mấy chị phải cho Thanh cái chiều cao luôn. Đó, size 33, size 31, size 32.
à, mua về đẹp rồi mua nữa không có hết nha mấy chị nha. Cái này là Thanh bảo đảm với mấy chị là Thanh bán mau hết lắm, 49.000 một cái là bao mau hết lắm. Bữa hổm bán 69.000 hả cảnh, bữa hổm bán 69.000, trời ơi nhớ ship bao nhiêu vậy chị, trời ơi sợ gì tiền ship, trời tiền ship cũng 35.000 bằng người ta thôi, bán rẻ hơn người ta mà tiền ship bằng người ta luôn rồi, tôi thấy không đó, tiền ship là cũng vẫn là 35.000, không có lên xuống gì được hết trơn đó. Quan trọng là cái tiền đồ nó rẻ hơn, bán đồ rẻ hơn người ta mà tiền ship bằng người ta là mấy chị biết rồi đó, là mấy chị biết rồi ha. Ok chốt cho chị, dạ rồi em chốt cho chị rồi đó, em chốt cho chị rồi đó nha. Rồi chị còn chị nào lấy nữa không, không lấy thanh qua mẫu nha, Thanh qua mẫu là Thanh đóng cho khách sĩ Thanh là hết rồi, mấy chị mua nữa không có đâu nha. Mấy chị lưu ý là mấy chị chia sẻ like Thanh, mấy chị nhấn thích và theo dõi trang Thanh nha. Một chia sẻ một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm thôi mấy chị, không cần phải chia sẻ nhiều đâu. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm nhìn Thanh nha. Em 54kg cao 1m6, em lấy size 31 là được, em lấy cái size 31 là được đó, xíu Nguyễn ơi, lấy size 31 là được rồi đó cưng. Có màu đen không hả? Đúng rồi, có một màu đen thôi, mấy màu kia Thanh không có sale, mấy màu kia là Thanh không có sale nha, tại màu đen này Thanh còn nhiều quá Thanh mới sale bớt đó mấy chị đó, màu đen là còn nhiều quá cho nên là sale bớt, chứ mấy màu kia Thanh còn ít. Cho em coi thử em. Ủa đang thùy vô cái này, bữa nay chị Thanh bán có 49.000 cục vàng. Đang thùy là chất mặt cái size này vừa nè. Vậy nãy chị chốt cho em chưa? Chị chốt cho xíu Nguyễn rồi nha. Đây thùy ơi, quần đẹp quá trời cưng ơi. À, quần đẹp quá trời, bữa nay chị Thanh sale có 49.000 thôi cục vàng. Bữa hổm bán 69.000, bữa nay bán 49.000 luôn. Cái quần này là quần riêng co giãn nha mấy chị. Quần riêng nó có độ giãn nha. 49.000 chốt nhanh chốt lẹ để hết uổng mấy chị. Có size 31, 32, 33, 31 là cưng mặt vừa đó Thùy ơi. Cái này size 31 là cưng mặt vừa nè. Rồi cục vàng nào lấy chốt hình Thanh luôn ha, để Thanh qua mẫu nha, để Thanh phân cái size ra, cái phân cái size ra đi, cái Thanh sẽ qua mẫu cho mấy chị nha. Ginh cái size rồi ok em. Hai cái. Em cái 31 ok Hạnh La. Ngàn mặt đã sướng mấy chị ơi, 49.000 mặt cho đã cho sướng mấy chị đó. Hai cái quần mặt cả năm 33 49, ok Thảo Thu. Em hai cái 60kg cao 1m, Mỹ Hằng 60kg cao 1m, cao 1m mấy. Ủa sao con núp ở bển không gì cảnh. Rồi size 33, 49 ok Thảo Thu. Cao 1m6 hả? 2 x 49. Cao 1m6. Cao 1m6 lấy 32 đi, 60kg cao 1m6. Rồi lấy 32 cho cưng nè. Quần riêng nữ nha, quần riêng nữ nha Kiều Thơ ơi. Có size 26 không hả? Size 26 hả? Size 26 là Thanh không có sale. Mỹ Hằng, Mỹ Hằng lên số điện thoại giùm chị đi Mỹ Hằng ơi. Mỹ Hằng lên số điện thoại giùm chị nha cục vàng ơi. 1m56, 75kg vừa không chị? Lấy thử đại. Lấy thử đại đi, giờ cũng không biết đường đâu. Rồi. À, Mỹ Hằng lên số điện thoại giùm Thanh cục vàng ơi. Rồi, mấy chị, em mới vô cho em coi lại đây. Mới vô coi lại hả? Đây quần jean Thanh có size từ hai size từ 31 tới 33 mấy chị nha. Một cái 49.000 mấy chị, 49.000 một cái. Size 26 chị có nhưng mà chị chưa có soạn ra đó. Quá đẹp luôn, quần riêng với mấy chị màu đen đó, một cái. Rồi nhập Mỹ Hằng lơ vô làm gì đi. Rồi một cái có 49 thôi mấy chị à, size 31 tới size 33 mấy chị, cao bao nhiêu mấy chị, nặng bao nhiêu mấy chị nói để Thanh biết đường, Thanh lấy size cho mấy chị cho nó dễ nè.
À, mấy chị cao bao nhiêu, mấy chị nặng bao nhiêu, mấy chị nói với Thanh lấy cho mấy chị cho nó dễ nha. À, một cái size 33 ok thì nè. Cái này là Thanh bán là hết luôn á mấy chị. Cái này là Thanh bán xả đây Thanh hết luôn á, là đứt mẫu luôn á mấy chị. Em ở chợ An Thới, ghé shop lấy ok hoa trần ok em. Rồi ok chị lấy size 33 cho thì rồi. Ở mấy chị cái này là Thanh bán là Thanh bán đứt mẫu luôn mấy chị nha. Là có mẫu này là Thanh bán là cho nó hết luôn, Thanh không có may lại mẫu này nữa. Quần tây cái bao nhiêu, quần tây Thanh không, một cái là trên 100.000 nha. Đó cho nên là mấy chị mua rồi, mấy chị về mấy chị thích, mấy chị muốn mua nữa là hết nha mấy chị. Tại vì cái này Thanh sale cho nó hết mẫu luôn á. Cái này là Thanh sale cho nó hết mẫu luôn, là Thanh không có sale nữa. Cho nên là mấy cục vàng nào á mà mua thì tranh thủ mua hôm nay nha. Để hết rồi á mấy chị kiếm mua nữa không có uổng lắm nha. 49k. Size 31. 60kg em xem cái gì? Quần tây á hả? Quần tây 60kg hả? Quần tây 60kg hay là quần rim cưng? Quần tây 60kg hay là quần rim? Mấy chị chia sẻ like Thanh nha. Chào Quý Thủy, chào Cục Vàng, có quần suông không? Quần gì Thanh cũng có hết trơn nhưng mà Thanh sale theo cái mã số nha mấy chị. Chú Phương ơi, quần có co giãn nha, quần có co giãn nha Cục Vàng. Quần rim là có co giãn nha. À, quần size to chị nhé. Quần size to nhất là size 33. To nhất là size 33 nha. To nhất là size 33 nha Cục Vàng ơi. Rồi bây giờ Thanh sẽ lên cái dép này cái nè. Cưng hả? Cưng mặt size cỡ size 31 và sợ cưng mặt không vừa. À quần tây Thanh hết size to rồi. Đây cái đôi dép này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Thôi đôi này Thanh sale cho mấy chị 35k luôn. Ai 35.000 mấy chị, 35.000 đôi này size 40 nha mấy chị. Size 40 Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 mấy chị, 35.000 nha. Đó, chị nào lấy chốt em Thanh luôn, size 40 35.000. 35.000 size 40. Rồi Thanh có hai đôi size 40. Rồi đôi này size 40 màu trắng đó nè. Đó đôi màu trắng size 40. Trời ơi sao mà đôi màu xanh nè, đôi quai màu xanh là size 40, sao size 40 xong rồi trời. Đây đôi này size 36 nè. Chốt 35k ok xíu Nguyễn nè. Đó đôi dép này bán 35k luôn mấy cục vàng. Em lấy bán hả? Ờ. Đôi này là bán 45.000 đó cưng, mà chị sale có 35.000 à. Rồi size 36 nè. Size 36 nè, 35.000 nè. Size 36 35.000 nha. Thanh có một thùng dép Thanh đang để đây cho nên là Thanh sẽ sale dép cho mấy chị cái nữa ha. Sale lộn xộn nha. Chị lấy cho em 5 đôi. Quần riêng size 33 ok chị Quý Thủy nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Quần riêng nam size 31 dồn đơn. Ngoan Lê ơi, ở quần riêng nam mà Thanh không có sale, Thanh không bán nhiều. Thanh đang sale quần nữ nha chị. Thanh đang sale quần nữ nha. Nhiều size nha chị. Rồi chị lấy cho cưng đủ size ha. Rồi size 36 nè. Rồi size 38 nè. Rồi còn một màu đen. À, quần tây size 33 luôn. Quần tây em hết nha chị. Quần tây em hết rồi. Em còn quần rin thôi. Em còn quần rin thôi nha chị.
Cái đó chị đang sale 35.000 á cưng ơi, chị không có giảm nha cục vàng, tại vì quần đó là ý đôi đó quần jean nam size 31 dùng đơn hồi tối, dép size 40. Ngoan Lê hồi tối là mua cái gì vậy Ngoan Lê? Hồi tối là mua cái gì vậy? Quần jean nam. Quần jean nam là Thanh không có sale, Thanh đang sale quần nữ nha. Thanh đang like quần nữ nha cục vàng. À, đơn em đi chưa? Đơn cứu cưng đi rồi á cục vàng ơi. Đơn cưng đi rồi nha. Là chị chốt cho Ngoan Lê nha. Quần jean có co giãn kề 5 đôi đó là của Xíu Nguyễn đó thôi. Rồi cái này Mỹ Hằng nè, số điện thoại nè. Rồi Quý Thủy nè, số điện thoại luôn nè. Ủa Ngoan Lê hồi tối có đơn không ta? Hồi tối. Rồi quần jean mấy chị. Mấy chị chốt âm thanh là quần jean nha, quần jean mấy chị. Quần jean nha, bữa trước em có hai đơn gửi chung. Ừ bữa trước thì còn nha. Quần jean có co giãn nha mấy chị, quần jean có co giãn nha, mình sale cho mấy chị. Hả? Ai biết đâu. Ủa đôi này là nhiêu cảnh? Hả? Đôi này sale 15.000 hồi tối mua. Ủa Ngoan Lê hồi tối mua đủ thứ. Ủa hồi tối mua gì? Hồi tối là lấy nick gì Ngoan Lê? Hồi tối là lấy cái nick tên gì? Hay là cái gì Hồ Cẩm Cẩm trời. Cần Thơ là Hồ Cẩm Cẩm. Đây đôi 15.000 mấy chị, size 41 nào, Thanh sale cho mấy chị 15.000 luôn. Hồi tối mua gì nhắc lại Thanh nhớ coi, trời Thanh có. Rồi cái này 15.000 mấy chị, 15.000 đôi này size 41 nè. Mà sao gì đâu có thấy đơn đâu. Rồi ok chị Quý Thủy nè. Hôm bữa chờ like đồ nam tôi chọn cho đủ đơn, hôm bữa chờ khuya quá tôi ngủ luôn à. Rồi ok dép 15.000 ok chị Phú Thủy nè. Rồi mấy chị ơi, rồi đôi Thanh có size 38 nè. Size 38 nha mấy chị. Rồi size 37 nữa nè, 15.000 một đôi nha. Rồi size 36 nè. Rồi size 37, 678 nha mấy chị. Còn 678 Thanh sale cho mấy chị 15k. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn 15k. Còn nha Thu Quỳnh ơi. Khách quen là Thanh còn giữ nha, khách quen là còn giữ hết nha mấy chị. Đơn em hồi em hôm nay bao nhiêu tiền để em biết em cho bé lấy, hình như là nhiêu ta? Phạm Phương Phạm coi nhiêu cảnh. Đây bộ đồ này sale 25.000 mấy chị. À. Đâu có Phạm Phương. Trời ơi gì hỏi coi đơn Phương Phạm nhiêu, hồi sáng mới đi nó không nhớ, trời có mấy đơn nó không nhớ nữa. Gửi rồi, Phương Phạm mà sáng gửi rồi. Lấy cho em 4 đôi đó luôn, ok em. Gửi rồi, gì nói gửi rồi, gán vô đó kiếm nữa. Trời ơi thằng này. Trời ơi, ta kêu Phương Phạm, Phạm Phương nó đi kiếm Trúc Dương. Cảnh nó bị gì rồi? Có quần đùi nam không? Hả? 390 á Phương Phạm ơi, 390 á. Quần đùi nam hả? Quần đùi nam có, đâu rồi. Quần đùi nam 400. Coi có nick Nguyễn Nguyễn Nhàn. Có Nguyễn Nhàn. Bà nội ơi, hồi sáng gọi Nguyễn Nhàn gọi. Nguyễn Nhàn hồi sáng gọi thằng cha nào bắt máy á. Nguyễn Nhàn cho Thanh số điện thoại tào lao, sáng ông nội nào bắt máy gọi điện nói lộn số rồi. Thanh gọi điện chốt đơn nói lộn số rồi. Đây rồi cái bộ đồ này Thanh sale cho mấy chị nè. À bộ đồ này sale 25.000 mới chị, 25.000. Em mới vào lên áo nam quần jean dài chưa? quần jean nữ 49.000. Đây rồi cái này bộ này 25.000 thôi mấy chị. À, đùi sọc á, đừng lấy màu
À đùi sọc á, đùi sọc thanh hết rồi. Đùi sọc là thanh hết rồi. Coi đi. Đó. Rồi cái bộ đó thanh sale cho mấy chị luôn. 25.000. Rồi ok Kha Lan Nguyễn nè. Ở thanh gọi nói lộn số anh xã mất tiêu rồi. Gọi nói lộn số anh xã rồi đâu có lơ giữ đâu. Đây mấy chị. Bộ này thanh sale cho mấy chị 49.000, nhất nách mấy bộ này luôn nè mấy chị. À, 65kg mấy chị. 65kg nha, sale cho mấy chị luôn 49.000 mấy chị. 49.000, chị nào lấy chốt cùng thanh luôn. Trời ơi, cái bộ này mặc nó dễ thương nha mấy chị. Quần jean size 49, cái gì 49k gì vậy? À quần jean màu đen á cưng, quần jean màu đen ở đây, thanh sale 49.000 mấy chị. Bộ đồ này 49.000 đẹp quá trời luôn. 65kg đổ lại nha mấy chị. Từ 50kg, 55kg trở lên. À, mặt rất là đã nha mấy chị. Bộ này thanh sale cho mấy chị luôn 49.000. Kate xịn nha mấy chị. Bộ này là vải kate xịn chứ không phải kate thường nha mấy chị. Nha, hàng thiết kế chứ không phải là hàng tàu lao mới lao, cho nên mấy chị yên tâm nha. 49.000. À, bộ này là bộ màu nâu. Màu nâu chị nào lấy chốt cùng thanh luôn, màu nâu 49k. À, rồi cái bộ này là màu bông tay lỡ nè, tay lỡ mấy chị. À, đẹp chưa? À, vải này là vải kate nha cưng. À, bộ này là bộ màu trắng đi. Màu trắng nha mấy chị, chốt bình thanh là màu trắng nha. À, đẹp chưa? 49k mấy chị. Bộ này mấy chị đi mua chắc cỡ trăm mấy. Đây giá luôn nè, anh bán 120 mấy chị. Bộ này thanh bán 120 nè. Giờ thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi. Đẹp quá trời luôn nè mấy chị. À, màu nâu màu trắng. Đây nè cái hình này, mẫu mặt nè. À, màu nâu màu trắng nha mấy chị. Màu nâu màu trắng 49k. Rồi cái bộ này là tôn sượt nha mấy chị. Tôn sượt, mấy chị biết tôn sượt không? Tôn sượt là tôn cao cấp đó nha mấy chị. À, bộ này là 70-75kg nè. 70-75kg nha. Rồi trắng 49, ok Trúc Mai nè. Trúc Mai cái này chịu đầu tư dữ ha. Em Mai, cái này chịu đầu tư dữ ha. Mỗi lần chồng cưng lại đây lấy đồ này là nó ghen còn hơn là. Đây bộ này là tôm sượt nè, đó 49.000. Hello Mai Hương. Bộ này 75kg nha. À, thấy cứng sợ luôn, mỗi lần lại đây là nó ghen, trời ơi. À, bộ này 49.000 nha, 49.000. Bộ này là 75kg đổ lại nha. Cái này mấy người mà bự bự con lớn tuổi mặc là mát trời ông địa luôn ha, sang cực kỳ luôn. À, bộ bông đỏ 49k mấy chị, lấy chốt thành thanh luôn, bông đỏ 49k. Này hốt mấy đôi giày thể thao ra đây bán luôn đi cảnh. Đây giày thể thao size 36 mấy chị. Rồi đỏ 49 ok Thùy nè. Giày thể thao sale cho mấy chị luôn 59.000. Bao giá mấy chị luôn nha, thanh bao giá mấy chị luôn. Mua ở đâu có 59.000. Đem lại đây thanh thu lại luôn ha. Áo sơ mi em chưa không có không bữa nay không có like chị. Đây đôi này size 36 nè. Ờ đúng rồi. Đôi này size 36 mấy chị. Hàng xịn luôn mấy chị. Đây sale cho mấy chị luôn 59.000 mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm thanh luôn. Đôi giày nam nữ đều mang được nha mấy chị. Cái này là nam nữ mang được luôn, size 36. Rồi ok thì nè. Mấy chị ơi, giá sỉ là 99.000. Hàng sale mua 1.000 đôi. 1.000 đôi giá 99k mấy chị nha. Bây giờ thanh bán cho mấy chị với giá là có 59.000 một đôi thôi. Hello Lộc Nguyễn.
áo thun nam bữa nay chắc chị Thanh không có sale áo thun nam mà không có like áo thun nam. Rồi tiếp 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 nha, có like áo lẻ không Thanh? Dạ để em coi từ từ em lên chị, lấy em hai bộ pyjama hai màu. Bảo Kim ơi, pyjama đùi mà nhiêu ký cưng? Đùi mà nhiêu ký? Đây Thanh có size 3 này, 39 thôi ta. Ờ đúng rồi, 39 thì nhớ số 2 rồi. Rồi có đôi này size 39 nè mấy chị. Size 39 nha, chị nào lấy size bự thì lấy đôi này. Size 39, 59 ngàn. 59 ngàn size 39, chị nào lấy chốt dùm Thanh luôn. Nha, có size 39 nè mấy chị. 45kg hả? 45kg chị có loại đùi pyjama đùi, chị có loại phi bóng được không? 45kg có phi bóng được không cưng? Một bộ 29 ngàn. Phi bóng một bộ 29 ngàn. Em có 36 nha cục vàng ơi. Rồi đôi này là size 39 là màu xám nè. À, màu xám size 39 nha mấy chị. Màu xám size 39. Bữa hổm mấy cục vàng hỏi dày á, hỏi dày nhóc hết trơn, cho nên là bữa nay Thanh sale dày cho mấy chị nha. Đôi này là size 39 màu xám 59 ngàn. Rồi đôi này là đôi màu cam, đôi màu cam cam sữa nha, màu cam sữa nè. Cho em xem đi, lấy cho gì bộ đùi phi bóng ơi. Rồi đôi này đôi màu đen size 30, quên bật thông báo quên bật thông báo đây, đôi này size 38 là màu đen nè mấy chị. 38 này nương chương, màu 38 màu đen 59 ngàn mấy chị. Mua 1.000 đôi giá 99 ngàn đó mấy chị. Đó, hàng này là hàng 200 mấy ngàn đôi không á. Giày có size 44, dạ size 44 em hết chị. À, giày thể thao 36. À, Minh Đạt Bùi ơi, size 36 mà lấy màu khác được không? Cái nãy hết rồi. Em cố em kiếm size 44 cho chị mà chưa có. Đây bộ đồ này Thanh sale có 29 ngàn thôi nè. 29 ngàn nha, bộ phi bóng quần đùi pyjama. Rồi ok, Hồng Võ Anna nè, size 38 nè, 59 ngàn. Sale 59 ngàn, mấy chị về mấy chị thấy đẹp quá, mấy chị ủng hộ Thanh nữa nha mấy chị. Nha, Hồng Anh Võ Anna gì lên số điện thoại Thanh, sửa miếng giấy lại quay mặt lại con. Có size 39 không? Đây, size 39 đây. Đây, bộ đồ này lên bộ đồ này đi. Bộ đồ này lên trước à, rồi ok, chút mai lấy luôn rồi. Rồi xanh 29k nè, chút mai lấy luôn rồi. Rồi ok, lấy cho gì hai bộ hai màu được không? Rồi Bảo Kim là hai bộ nè, ok lấy hai bộ hai màu ha. 29 ngàn là bán rẻ đó nha, bán rẻ đó mấy chị, chứ cái này làm gì có giá 29 ngàn. Size 31 đợi chị Thanh xíu đi. À, đợi Thanh xíu nha mấy cục vàng. Lấy em size 38, size 38 để chị Thanh coi còn không nha. Tại vì mỗi size nó còn đôi nó hết rồi. Ủa con hốt ra hết rồi phải không? Hết rồi phải không? Đây thôi bây giờ đôi size 36, con hốt ra hết cho gì luôn đi. Hốt ra hết đi, dồn đơn hôm qua rồi ok. Bây giờ Thanh lên này mấy chị chốt lại đi ha. Bây giờ Thanh lên chốt lại mấy chị, tại vì ngày hôm qua khách sĩ Thanh đăng lên cái khách sĩ Thanh bóc hết rồi. Bây giờ nó còn lẻ lẻ nó bị sót lại, cho nên là giờ Thanh còn gì Thanh sale đó. Mấy chị thích cái nào mấy chị chốt cái đó nha. Đây cái đôi này là size 37 mấy chị, size 37 59 ngàn mấy chị nha. Nhận hàng không đẹp mấy chị quăng về cho Thanh nha. Mấy chị nhận hàng không đẹp mấy chị quăng về cho Thanh liền. Đó, bao cho mấy chị luôn, bao giá mà bao chất cho mấy chị luôn, 59 ngàn mấy chị, size 37. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 37 59k. Chị nào mà ở Hà Nội nè, ở Bình Định nè, ở Nha Trang, Khánh Hòa gì đó, Bình Thuận gì đó là tạm ngưng rồi nha mấy chị, tạm ngưng nhận đơn nha. Mấy chị mua mấy chị cọc giùm Thanh rồi Thanh giữ đơn cho mấy chị nha. Rồi đôi này size 37 mấy chị. Size 37 59 ngàn. Rồi ok, Diễm Na nè, lên giá tiền giùm Thanh luôn nha mấy chị. 37 59 nè, Diễm Na nè. Diễm Na lên số điện thoại giùm Thanh luôn.
hết hả? Rồi đôi này size 39 mấy chị. Size 39 nha, size 39 nè. Nè con số điện thoại của Hồng Võ nè. Đó, đôi màu đen nè, size 39 nè mấy chị. Đó, đôi này nam nữ đều mang được hết trơn mấy chị. Đôi này khỏi ấy nè. Đó, đôi này thanh sale luôn nè mấy chị. Đó, hàng này hàng xịn luôn mấy chị, nhìn cái đế nè. Đó, thanh sale cho mấy chị luôn. Mấy chị khách mới mấy chị vui lòng mà cho thanh số điện thoại luôn mấy chị. Để thanh khỏi cái in hai miếng giấy nha mấy chị, bán sale lỗ rồi. Bán sale lỗ rồi mà in hai ba miếng giấy ra nữa mấy chị nha. Mấy chị thương thanh thì mấy chị cho thanh số điện thoại đi. Bây giờ còn lẻ sai cục vàng nào lấy thì nhanh, còn chậm là hết nha, nhanh còn chậm hết nha. Rồi đôi này là size 39 nè mấy chị, size 39 nè. U là mèn nó đẹp mấy chị. À, size 39 59.000 mấy chị nha. Mấy chị cầm tiền mua 99.000 cũng không có nữa nha mấy chị. Thanh sale cho mấy chị 59.000 thôi. Size 39 nè. À, 39 màu xám. 39 màu xám nha mấy chị. 39 màu xám nè. À, 39 màu xám. U là mèn cái đôi này nó đẹp mấy chị ơi. Đôi này là size 38 nè mấy chị. À, đôi này size 38 nha, 38 nè. Rồi 30 à, Trần Thị Thu Vân nè, size 39 nè. Lên số điện thoại với Bạc Vàng ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Trần Thị Thu Vân nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn nha. Rồi size 38 nè, Thu Phạm nè. Thu Phạm lên số điện thoại lại giùm Thanh luôn. Rồi Trần Thị Thu Vân lại lấy nè, ghi chữ lại lấy giùm gì luôn đi. 3859 rồi Thu Phạm, rồi Thu Phạm lên số điện thoại để Thanh nhập lên app đi. Vậy em ở Bình Định, Bình Định gì anh lưu đơn đi em ơi. 38 hết rồi mấy chị, để Thanh lên từ từ đi mấy chị, Thanh lên từ từ nha. Đây cái đôi đen nè nãy nè. Kìa nhập Thu Phạm vô giùm gì luôn. Đây cái đôi đen nè nãy ai hỏi xe 38 nè. À, đôi đen size 38 nhức nách mấy chị. Tại vì bây giờ đang bão cho nên là bên giao hàng nó sẽ tạm ngưng nhận đơn những cái khu vực đó. Mấy chị mua thì mấy chị lưu đơn lại thì Thanh sẽ đi sau nha mấy chị. Rồi cái này là size 38 mấy chị, màu đen nè. À, đen 38 59.000 nha Lương Lương ơi. 59.000 nha Cưng, 59.000. Rồi size 38, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 38 màu đen nha mấy chị, 38 màu đen nè. 38 màu đen 59.000. Rồi ok, Hồng Võ Anna nè, 83 đen, 83 đen. 38 đen 59.000 mấy chị. Rồi. Rồi để Thanh coi cái đôi này là size mấy đây. Đen size 38 hả? Để chị coi cái này còn size mấy. À, chị hai đôi đây rồi, cái này Mai Hương nè, đen size 38 nè. À, Quý Thủy đen size 38, để em coi còn không chị ơi, để em coi còn đen size 38 không. Đây còn đen size 38 nè Quý Thủy nè. Mấy chị nghe Thanh đọc tên nha. Chị nào Thanh đọc tên là có nha mấy chị. Rồi Quý Thủy màu đen nè, size 38 nè, Thanh có size 37 nè. Nữ nam mang được, giày thể thao mà, đúng size đừng mang thôi. Rồi cái này size 3, trời đẹp quá mấy chị. Size 36 37 mang được nè. À, 36 37 mang được nè, đẹp quá trời mấy chị, muốn xỉu với cái đôi này luôn nè. À, đôi này quá đẹp luôn mấy chị. Đỉnh luôn nha. 59.000 đôi này là size 37 nha, chân 36 mang được mấy chị, thà rộng chứ đừng có chật nha. Rồi ok Trần Hòa nè. Size 37 nè, 59.000 nè. Hello Phấn Nguyễn, hello chị. Rồi đôi này là size 37 nữa nè. Ở thằng còn một đôi size 37 mấy chị ơi, đẹp quá. Ê, mấy đôi này đẹp quá sợ cảnh. Mấy đôi này đẹp quá ha. Đẹp sợ trời. Rồi mấy này mà Tết bán xuống nha. Đây rồi đôi 37 Thanh còn một đôi mấy chị nha, không bị lỗi không bị gì hết nha mấy chị nha, không bị lỗi hàng, không lỗi không gì, hàng đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị. Và tại vì nó rách cái hộp
Kết hộp và bán rẻ cho mấy chị thôi. Rồi ok nè, Quanh Nguyễn nè, size 37 nè, 59.000 nè. Hồi nãy cưng kiếm mà. Quanh Nguyễn này ở đâu vậy ta? Quanh Nguyễn ở đâu vậy? Cảnh nhập lên coi thử Quanh Nguyễn ở đâu vậy? Quanh Nguyễn lại lấy nè. Rồi cái đôi này là size 39 nha. À, đổi lấy 37 nha. Chị ơi, em bây giờ em chốt rồi không có đổi được. Vậy ba ta cho bé gái hả? Đợi chị Thanh xíu đi. Em ghé lấy ghé lấy rồi ok em. Rồi đôi này size 39 mấy chị, size 39 nha. Sao không có size 40? Có chứ chị, có chứ. Đây đôi này size 39 nè mấy chị. Size 39 nè mấy chị. Chị nào lấy chốt em Thanh luôn 39. Đẹp chưa mấy chị? À, người ta bán chuyên bán giày là người ta có đèn có đồ rồi mấy chị. Còn Thanh không chuyên, Thanh đưa lên vậy đó mấy chị thấy là nó tự nhiên hơn ha. Rồi size 39 nha, màu đen là 59.000 nha mấy chị. 39 màu đen, 39 màu đen. Có size 40 mà em không biết nó nằm ở đâu nữa nè. Giày nam có size lớn không ạ? À, để chị coi thử coi còn không. 42 giờ chị không biết nữa nè, không biết là còn 42 không nữa nha. Em đôi size 39 ok Hạnh La. Màu đen size 39 ok Suin, rồi đợi chị lấy cho. Hạnh La nè. Suin ơi, chị còn cái đôi này màu xám xám được không cưng? Đây size 39 nè chị cưng, chị còn đôi này được không? Đôi này là màu xám nè cưng. Đẹp quá trời luôn nè, trời ơi trời, thiệt em muốn xỉu với mấy đôi này mấy chị. Đó, Thanh muốn xỉu với mấy đôi này thiệt luôn á. Đó, chị Thanh còn đôi này được không Suin ơi? Đôi này đẹp quá trời luôn nè, đôi này là 340 nè. Đôi này là 340 nè mấy chị coi nè. Đó, nó dẻo nó mềm không? Đó, đôi này được không Suin ơi? Rồi ok em. Đôi này đẹp xịn luôn, đôi này nhìn cái đôi giày là mát không mắt luôn á. Mát không mắt luôn. Rồi đôi màu xanh là size 30. Ủa cái size 30. Size số 4 là size 38 chứ. Đúng không? Ừ size 38, đôi này size 38 nè. 39 hả? Size 39, đôi này size 39 mấy chị. Phải không? Chứ gì nhớ 38 á. Ai đôi này đôi màu xanh nha. Lai đồ chứ, mà nhưng mà đang hứng dày lai dày cho mấy chị luôn. Ủa cái đôi màu xám này là của ai lấy ta? Đôi này của ai lấy ta? Có màu xám size 37 không hả? Màu xám size 37 để tôi coi. Đây size 37 nè Trang ơi. Rồi ok xanh 38 ok Diễm Na. Mấy chị bốc về bán mấy chị cũng lời nữa. Tại cái này là giá sỉ là 99.000 này. Đây size 37 nè Trang Nguyễn ơi. Size 37 nè cưng, size 37 nè. À 59.000 u là mèn, nó đẹp nó rẻ nữa. Rồi size 37 59.000. Rồi size 37, size 37 nha, size 37 59.000. Rồi size 30. Size 39 nè. Size 39 nha, size 39 nè. Size 42 là em hết rồi chị, size 42 là em hết rồi nha chị Mai Kinh Đặng ơi. Rồi 37 ok Khai Chinh nè. Đẹp quá trời luôn rồi. Xám kia chị hết rồi. Xám kia chị hết rồi chị Vàng ơi. Đây, đôi này là size 39 nè, màu xám nè. À, đẹp quá trời. Xỉu trời. Size 39 nha, màu xám. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Xám 39, xám 39. À, 39 hồng. Rồi ok, 39 hồng Diễm Na nè. Xám 39 ok Diệu Nguyên nè. U là mèn, bữa nay bán 59.000 thôi Diệu Nguyên. Bữa nay bán có 59.000 thôi cơ. Cái này là biết sao, khách sĩ bốc rồi. Khách sĩ bốc nhưng mà nó còn sót lại. Còn sót lại cho nên là chị Thanh bán, chị Thanh sale luôn á. Khách sĩ cái lô đó đăng lên là khách sĩ chốt hết. Đề nam size lớn là để Thanh coi chút xíu nữa coi còn không nha. Đây đôi này
Đôi này là size 37 nè. Size 37 mấy chị. Rồi đế đẹp chưa mấy chị? Size 37 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Size 37 nãy giờ Thanh đọc tên là nhớ nha mấy chị. Trời ơi, nhớ đi nha chứ giờ Thanh có nhớ đâu, Thanh quăng ra nhiều đơn quá làm sao Thanh nhiều người mua sao Thanh nhớ nổi. Mấy chị Thanh đọc tên là một đôi chốt đôi này người kia tên kêu Thanh đọc tên đó là mấy chị nhớ là mình chốt được bao nhiêu đôi. Rồi 37 59 ok Trang Nguyễn nè. Đó, Thanh có đọc tên mà đôi nào Thanh có chốt là Thanh đọc tên mấy chị nhớ giùm Thanh đi. Chứ bây giờ Thanh không có nhớ đâu mấy chị. Nhiều người sao Thanh nhớ nổi nha. Rồi đôi này là size 30 ba mấy? Size 36 mấy chị, size 36 nè. À đen không em giả hết rồi chị. Rồi cái này là size 36 nha mấy chị, size 36 chị nào lấy chốt âm thanh luôn, size 36 nha mấy chị, size 36 em mới vô thấy chốt liền. Đẹp quá trời. Ôi là trời nó đẹp mà nó rẻ nó cưng. Đó. Rồi đôi này là size 30, size 39 mấy chị, xám 39 đó nè. À, xám 39 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Xám 39 mang đi chơi nè, đi thể dục nè, đi tập gym nè, rồi đi lao động đi gì đó, nói chung là đi du lịch đi đâu mang được hết trơn á. Rồi 39 nha, 39 size 39 màu xám size 39 nè. Rồi còn có mấy đôi nữa là hết rồi. Rồi Diễm Na nhiêu đôi rồi ta? Diễm Na đôi này là đôi thứ 5 nè. Diễm Na đôi này là đôi thứ 5 nè, nhớ giùm Thanh đi nha. Rồi xám size 39 là Diễm Na nè, Tiết Quỳnh ơi chị hết rồi. Rồi đôi này đôi màu xanh size 37 nè. Màu xanh size 37 mấy chị, u là màn nó đẹp mấy chị ơi, mới đẹp nha. Màu xanh size 37 màu xanh dương nè mấy chị. Rồi xanh 37 chị nào lấy chốt âm thanh là xanh 37 luôn. Đây màu này là size 39 sao 39 không mày trời. Đó size 39 nè. Rồi Minh Đạt Bùi nè, xanh 37 nè. Rồi Minh Đạt Bùi lên số gọi lại giùm Thanh nghe, hồi nãy Thanh không có chốt cho nên là không có ấy số gọi, giờ cho Thanh số gọi lại đi là bây giờ lên dép luôn mấy chị. Sẵn chớn rồi. Rồi đôi này size 39 là màu đen mấy chị. Ôi là trời đẹp. Ok Tuyết Quỳnh nè. Trời tổng cái đôi này nó đẹp thấy sợ luôn á trời. Bán ủng quá. Tuyết Quỳnh lại lấy phải không? Tuyết Quỳnh lại lấy phải không? Nè nè, chào Thanh mình mới vô đó là Nguyễn Linh này nè, cảnh. Ủa cái này hả Nguyễn Linh, kia Linh Linh hả? Xe 38 Thanh hết rồi, Thanh hết rồi mấy chị, để Thanh lên cái khác nha. 43 để lô sau đi cưng. 43 để lô sau. Mấy chị cái này là kiểu nha mấy chị. Kiểu nó in nè, nó in vậy nè. À, model đó mấy chị, thấy không? Chiếc nào nó cũng bị hết trơn á. Rồi đôi này là size 36. Size 36 đôi này đôi giày độn nha mấy chị, giày độn nè. À, đôi giày độn đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Nè, thấy chưa? Mấy chị thấy không? Hàng xịn luôn nè. Đôi này là 490.000 nè mấy chị. À, chị nào mà sành điệu rồi đó, à, mang mà model đó nhìn vô mới biết. Còn mấy chị, mấy chị mà mấy chị tưởng nhìn vô tưởng đôi lỗi. Nhìn vô mấy chị cứ tưởng là nấy này nó bị lỗi nhưng mà thật sự nó là model mấy chị. Đó, cái này nó model nha, model nha. Rồi ok Thùy nè, 36 nè, 59.000. Cái đôi này là nó model chứ không phải là nó bị lỗi nha. Mấy chị về mấy chị nhìn vô cái sơn hoàng quện nhiều cái mấy chị nói nó bị lỗi nữa. Hàng thương hiệu á, ở bên nước ngoài là chuyên gia. Ừ, nói là mày mạ nữa rồi cái không bên nước ngoài chuyên gia lấy mực lấy đồ vẽ anh tường không á mấy chị. Hả? À. Rồi đôi này là size 39 nè. Đó, màu xanh size 39 mấy chị. Nè mấy chị thấy hàng thương hiệu không? Đó, hàng hiệu luôn nữa chưa? Đôi này cái chữ nước ngoài không mà mấy chị. Đó, size 39 nè. Size 39 nha, size 39 màu xanh. Màu xanh size 39 59.000 bán đồng giá cho mấy chị luôn. Chị ơi xe 43 để em ừ để lô sau đi, ít bữa nó sẽ về, nó về cái lô sau là có nam có nữ để rồi Thanh chốt cho. Rồi đôi này là xe 39 à, đẹp chưa? Đó, đôi này
Cái này nó bằng khỏi phí cục dây, cục ơ gì hết trơn á, mang sọt vô là mang thôi, khỏe ghê luôn. Màu đen 39, chị nào lấy chốt em Thanh luôn, đen 39 nha. À, có 35 không em hả? À, 35 hả? 35 em 35 có đôi này hay gì nè. Đôi này số mấy gì trời? Đôi này số mấy gì không biết cả. Đây rồi, đôi này size 38 mấy chị. Rồi ok, Trúc Giang nè, đen 39 nè. Đen 39 chị hết Diệu Nguyên ơi. Hả? Có size 36 được không chị? Chị Bình Võ Thị ơi, có size 36 được không? Đây có cái đôi này size 38 nè. Đó, đôi màu đen size 38. Đen 38 nha, đen 38 búp bê búp ơ gì đợi thanh xíu đi ha. Búp bê búp ơ đợi thanh xíu thanh lên liền. Làm hết về để thao luôn rồi phải không? Rồi 38 59 ok nương chương. Phải không cảnh hết rồi phải không? Giải quyết được cái gì giải quyết luôn. Đây đôi này, giày đó nam hay nữ, nam nữ đều mang được. Nam nữ mang được. Đây đôi này nữ nè, size 36 nè. Đó, đẹp quá trời luôn. Có giày size con em không? À, con cưng mang số mấy mày? Đây đôi này size 36 mấy chị, đẹp quá trời luôn. Đôi này là một đôi 190 mấy chị. Đó, một đôi 190 nè mấy chị. Giờ đang sale cho mấy chị luôn, có 59 ngàn thôi. Rồi ok, tuyết Billy nè. Trắng 36 nè. Đôi này đẹp quá trời. Thanh ơi, hàng... tối chưa điện thoại chút đơn cho chị. Dạ em điện cho chị mà chị không bắt máy em gửi luôn à. Em điện cho chị không bắt máy em gửi luôn. Có địa chỉ của chị cái em gửi luôn à chị. Cho mình một đôi màu đen size 39. Màu đen size 39 ha. Bây giờ anh còn màu xanh được không? À Nguyễn Linh ơi, anh còn màu xanh được không Nguyễn Linh? Lấy cho chị đi. À mà trắng hết rồi, trắng hết đi mấy chị. Trắng hết rồi. Chị Bình Võ Thị ơi, em lấy đôi này được không chị? Con trai hay con gái chị? Nè đôi này nè. Đó đôi này size 36 nè chị. Size 36 nè. Trắng thanh hết rồi mấy chị ơi, trắng thanh hết rồi. Đây cái đôi này là đôi giày. Nó giày nó giống như giày tây vậy đó, giày thể thao nhưng mà nó giả giày tây á mấy chị. Đó đôi này là số 41 nè. Gái à, dạ gái lấy cái này đi chị. Chị Bình Võ Thị, gái lấy cái này đi chị. Đây à, cái này là con gái là mang giày độn luôn nè, dễ thương quá nè à, cái kiểu này mình mang khỏi cục dây gì hết trơn á. Con gái lấy kiểu này đi, dễ thương. Đây giày tây mấy chị, giày thể thao mà dặn giày tây nha. Dạ 59 ngàn một đôi thôi chị ơi. Em đang sale 59 ngàn một đôi. Đôi này số 41 mấy chị, đẹp chưa à. Nè à, mang nó rất là êm chân nha mấy chị. Đi đám, đi tiệc, đi chơi gì cũng được hết trơn nha. Rồi đôi này là size 41 nha mấy chị. Size 41. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Size 41 nha. 41, 59 ngàn. Hello Ngọc Huyền nha. Rồi Thanh có size 40 nè. Rồi ok Thái Hằng nè. 41, 59 ngàn nè. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn à, cho bé đi học thể dục. À đi học thể dục. Rồi Thanh có size 39 nè. 39, 40, 41 mấy chị. 39, 40, 41 nha. Chị nào lấy chốt Kim Thanh luôn. 42 hả? 42 em hết. 42 em hết cục vàng ơi. Màu xanh 39 à, màu xanh 39 ok. Toàn đậm gì nè. Xanh size 39. Ê Cảnh, cái này là mình còn ở trong kho không ta? Size 42. Đây rồi, cái này Thanh còn size 41. Size 40 với size 39. Nha, Thanh có size 39, 40, 41 nha mấy chị. 39, 40, 41 nha. 34 đâu, con lấy cái cây con nít. Lấy cây nít đó. Lấy cây nít đó ra.
lại mấy cái đôi xăng đan hồi nãy ngày bữa, một đôi 41 ok liên lý. Cái mấy đôi xăng đan ngày qua gì mới đem dưới lên á. Rồi ok liên lý nè. Đưa mấy đôi đó ra, chết mẹ rồi, rớt ra luôn rồi. Nè bỏ vô đi, bỏ vô đi. Đưa nguyên bọc ra đây gì lai luôn. Miếng giấy sao đứt con rồi. Rồi cái giày đó Thanh còn size 39-40 nha mấy chị, 39-40-41 luôn. Đây cái này Thanh còn mấy đôi nè mấy chị. Đây đôi này size 37. Size 37, size 37 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 37-59 ngàn. Đây đôi này size 37 nha mấy chị. Mấy đôi xăng đan ngoài. Đó, đôi này size 37 mấy chị. 59 ngàn nha. Rồi, size 37 ok chị Quý Thủy nè. Mấy chị mua mấy chị. Thanh bán rẻ lắm mấy chị, đừng có đổi tới đổi lui nha. Đôi nào cũng đẹp, đôi nào cũng rẻ hết trơn á, mình đã chọn rồi. Đó, cho nên là mình đừng có đổi tới đổi lui. Uổng lắm. Để hết rồi, uổng lắm nha mấy chị. Hết uổng lắm. Cho chị đôi xe 37 hả? Dạ, 37 để em coi còn không. Đây. Rồi em còn 38 chục vàng ơi. Còn 38 nha, 38. À đây 37 ok chị Trần tiếp nè. 37 còn một đôi nè. Đó, 37 em còn một đôi nè. 37 chị hết rồi, còn 38 tí ngọ ơi. Chị còn 38, 39 nè. 38, 39 nha mấy chị. Còn 39. Đây còn 2 đôi 38, 39 à, còn 2 đôi 38, 39 nha. Thằng nhỏ con nó thích màu đen để mang đi học thể dục à. Để ít bữa nữa là có cái lô mới về rồi Thanh sale cho mấy chị biết sao không? Biết sao không? Về cái khách sĩ bóc hết trơn rồi đâu còn đâu. Cái này là do nó bị sót lại cho nên là Thanh mới sale cho mấy chị. Đây đôi này size 38 mấy chị, size 38 nha. Size 38 Thanh còn 2 đôi 38, 39 nha. Rồi chị lên dép liền cho nè. Đó còn 2 đôi size 38. Rồi 38 luôn ok chị. Cái này mua 4 đôi của Thanh bằng 1 đôi của người ta. 4 đôi của Thanh là bằng 1 đôi của người ta. Cho nên mấy chị đừng có xả uổng, đừng có bom hàng uổng nha. Nói thiệt luôn, mấy chị bom hàng một lần là Thanh sẽ không bán cho mấy chị nữa. Nhưng mà hàng về Thanh vẫn bán được cho người khác, mà không chừng hàng về Thanh bán được giá cao hơn nữa. Hết 38 mà Hoàng Lam ơi, Thanh còn xe 39 nha. Đó, mấy cái hàng này á, mấy chị nhận hàng Thanh cho mấy chị xem hàng trước khi nhận luôn. Đó, mình được kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên là mấy chị cứ yên tâm mà mua nha. Thanh còn một đôi duy nhất, không có đôi thứ hai, size 39. Size 39 nha. Rồi ok Hùng Nguyễn nè, size 39 nè. Rồi vậy là hết nha mấy cục vàng. Rồi vậy là Thanh hết giày rồi nha mấy chị, hết giày rồi nha. Rồi lên mấy đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Mấy đôi này sale cho mấy chị 49k nè. Đẹp quá, một đôi trăm mấy sale 49 ngàn mấy chị. Đôi này size 32, còn 37 không ơi chị, hết rồi, sạch sẽ, sạch xanh luôn. Rồi đôi này size 49 ngàn, size 32, chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. Size 32, 49 ngàn. Đó, Thanh còn mấy đôi sale cho mấy chị luôn nè. 49 ngàn, size 32. Rồi size 3, 28 nè. Size 28 nha, size 28. 32 rồi, ok Út Phạm nè, 49 ngàn nè. Rồi Thanh còn size 33. Size 33 nữa mấy chị, size 33 rồi size 28. Có 36, size 28 ok Linh My nè. Thấy nhiều. À Linh My lên số điện thoại Linh My ơi. Cảnh nó lên đồng hoài trời. Chị Thanh còn 33 được
33, 34 nha. Rồi Linh My gì lên số điện thoại Thanh luôn nha. 49.000. Có 38 không hả? Có 38, 39 không hả? Không, cái này không có 38, 39 nha. Cái này là không có 38, 39. Rồi ok, dì bỏ giấy vô con ấy giùm dì luôn. Rồi 34, 49k, ok Trang nè. Rồi Thanh còn 33 nha, 33 với 29. Còn 33 với 29 nha, 33. Đây cái này, đùi mấy đùi này nhìn đẹp thiệt ha. Còn 33 nè, size 33 nè, mấy chị với size 29 là hết nha, còn hai đôi thôi. Có lên áo jean không? À, áo jean, để coi Thanh tình hình nó, Thanh like từ từ tới nha. Rồi Thanh còn size 29 là 49.000. Rồi size này là size 33. 32, 33 mang được á, 32, 33 mang được á, Linh Bùi ơi. Linh Bùi ơi, size 32, 33 là mang được á. Rồi 29, 49 nè, Minh Đạt nè. Rồi 33, 49 nè, Linh Bùi nè. Rồi là hết nha, tại vì size 33, 32 là xe xích nhau xíu à. Nó xe xích nhau nhau xíu à. Em 29, hết rồi. Hết luôn rồi cục vàng ơi. Còn không cảnh, không phải còn đôi nào không? Cái đó là hết rồi, mấy cục vàng ơi, hết rồi. Con lại con coi thử có sót đôi giày nào nữa không. Đây mấy đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn, 45.000, 49.000, giá lộn, 49.000. 49.000 mấy chị, cỡ này mấy chị mua để dành được rồi mấy chị. Đây size 30 nè, 49.000. Size 30, 49.000 mấy chị. Size 30, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Còn không? Hết rồi. Lấy 33 rồi, chị lấy cho cưng rồi. Đây rồi, cái này là size 30 mấy chị, 49.000 nha. Đôi giày của bé nè mấy chị. Trời ơi, nó đẹp nha mấy chị. Cái này mua mấy chị để dành đó, tới Tết, để năm sau mà còn được, mang còn được luôn á. Rồi chị nào lấy cho dì cái mớ bọc đi. Mớ bọc để dì bỏ từ đôi vô. Rồi đôi này là size 30 nè mấy chị, 49.000, lộn 49.000 nha. 49.000 size 30. Ờ à. Đâu, bọc vô dép á. Giày đỏ lấy em 33 hả? Khoan để Thanh lên từ từ đi. Thanh lên từ từ đi, giờ Thanh không có biết là cái size bao nhiêu. Cho nên là để Thanh lên đi, lên size nào mình ngay size cái mình lấy ha. Ngay size của mình lấy đi, chứ giờ dặn Thanh không biết được nên size 33 hả? Rồi Thanh có size 30 rồi mấy chị ơi, size 30 là nhiều nha. Xe 30 thôi. Rồi Thanh xe 45.000 luôn đi mấy chị. Xe 45.000 cho mấy chị luôn đi. 45.000 đi, tại vì nó còn xe 29 nè. À 30. À, cái gì à, một đôi xe 36, một đôi đỏ. Đôi đỏ này không có xe 36 chị. Đôi đỏ này không có 36 chị ơi. Rồi Thanh Quỳnh nè. À, size 30, 45.000. 30, 45k, ok Thanh Quỳnh. Rồi Thanh sale 45.000 luôn mấy chị ơi. Sale 45.000 cho mấy chị luôn nha. 30, 45k rồi, ok đạt luôn nè. Sale 45.000 cho mấy chị luôn. Rồi 30, 45.000 chị Bình Võ Thị nè, em bán có 45.000 thôi chị, em hạ giá rồi. Em bán 45.000 luôn. Em bán 45.000 luôn á. Chị Bình Võ Thị, chị lên số điện thoại lại giùm em mấy chị. Lên số điện thoại lại giùm em đi chị yêu. Đỏ 29 ok Phạm Thi nè. 29, cái chiếc 29 đâu. Có còn sót ở chổng con sâu gì thấy nó bị thiếu một chiếc. À đây. Rồi 29 nè. 29 nè Phạm Thi nè. 45.000 luôn mấy chị.
Cái này mấy chị mua để dành cho bé Tết mang hoặc là năm sau mang cũng được luôn. Cái này nó lâu hư lắm mấy chị. Rồi Phạm Thi nè. Rồi chị Bình Võ Thị cho số điện thoại nha. Cái này 36 là chị Thanh hết rồi. Rồi Thanh có size 30 mấy chị, Thanh còn size 30 là nhiều nha. Chào Bình Nguyễn nha, chào Bình Nguyễn. Đây còn size 30 mấy chị. Size 35 là Thanh hết rồi nha. Thanh còn size 30. Còn size 30 mấy chị ơi, size 30 là nhiều. Thanh còn size 30 thôi nha mấy chị. Linh Vi đỏ 29 có chưa ta? Linh Vi tôi đỏ 29, khoan đợi đợi chị Thanh coi. Mấy đôi nè Tết bán hàng trăm mấy không? Rồi 29 là chị hình như chị hết rồi. Rồi chị còn 30 không à? 30 có 1 đôi 131 nè. Có 1 đôi 131, đây đây còn 1 đôi 29 nè, Linh Vi nè. Đâu rồi? Đỏ 29 nè. Rồi Linh Vi có đôi này size 29 rồi nè, còn 1 đôi duy nhất nè. Dài người lớn là Thanh hết rồi nha. Dài người lớn là Thanh hết rồi. Rồi Thanh còn một đôi size, còn size 30 với size 31 nha chị. Đó, size 30, size 31 nha. Đây nè, thấy cưng quá trời luôn nè. Đó, đôi này size 31 nè, có một đôi một size 31 thôi. Đó, còn một đôi duy nhất size 31. Rồi còn một đôi duy nhất size 31 nha mấy chị. Đây cái đôi màu xanh nè, bé trai nè, size 31 nè. Đó, đôi này size 30 31 nè mấy chị, màu xanh. Màu xanh nên còn hai đôi. Size 32 mấy chị. Đó, size 32 mấy chị. Đó, có 40 45.000 đôi. Trời ơi quá đẹp bé mà mang cái này với quần jean, quần sọt rồi nó cưng xỉu luôn mấy chị. Đó, đôi này là size 32 mấy chị, size 32 nha. Cái đôi màu đen Thanh có size 30, size 30, 31 với 32. Đây size 33 nè, Ngân Nguyễn ơi. Đây chị còn một đôi size 33 nè cưng. Đó, size 33 chị còn một đôi nè cục vàng. Ngân Nguyễn lấy không Ngân Nguyễn ơi? Size 33 chị Thanh còn một đôi nè, màu xanh. Màu xanh size 33. Rồi ok em. Size 28 hả? Mà 32. À, 32 49k ok chúc mai. Đâu 32 đâu rồi ta? 32 nè, chúc mai nè. 45.000. Rồi ok Ngân Nguyễn nè. Size 33 nè. À, size 36 là chị hết rồi. Đen 30, 45 ok nè, Minh Đạt nè. Có giày thể thao bé trai size 40, size 40 Thanh hết rồi. Trời cái đôi này đẹp quá, size 29 nè mấy chị. Bé gái này thấy cưng quá trời luôn nè. À, size 29 nha, bé gái màu hồng có duy nhất một đôi thôi. 45.000 luôn. Size 29 nha, size 29 Linh Vy à, ngay cái size của con em luôn nè. Đó, cái này là ngay size con em luôn nè.
Rồi bây giờ Thanh lên dép nha. Rồi hồng 29 là ok Trần Anh nè. Ủa Trần Anh này là Trần Anh nào vậy ta? Không. Trần Anh nào vậy? Trần Anh nào vậy? Là cho Thanh số điện thoại đi. Rồi màu hồng 29 là Thanh hết rồi. Thanh còn có một đôi một. Và Trần Anh, Trần Anh nào vậy? Nãy giờ tưởng là Trần Anh quen. À Trần Anh lại lấy. Ngập luôn cảnh rồi. Rồi ghi chú lại lấy lên đó luôn. Rồi cái đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Lấy em đôi màu đen size 30. Đôi màu đen size 30 hết trơn rồi. Còn có nhiêu đó à. Hết rồi Cương. Hồi nãy Cương lấy khách lấy lời hết rồi. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị nè. Đó, đôi này là đúng xịn luôn nha mấy chị. Mấy chị vô trong cái trang của Thanh á. Đơn cưng chưa có đi nha. Đơn cưng chưa đi nha Trang ơi. Đây cái đôi này đẹp quá trời luôn mấy chị. Ôi mang đúng đẹp luôn. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn. 55.000. 55.000 nha. Đôi này là size 37 nè mấy chị. Size 37, size 37. Cái này Thanh chưa cột dây lại nha mấy chị. Cột dây lại nó sẽ đẹp nha. Đó, cột dây lại nó sẽ đẹp nha mấy chị. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn. 55.000 mấy chị. Trời ơi nó đẹp nha. Mấy chị nhìn nó mang đẹp vô lắm luôn. Đó Thanh sale cho mấy chị luôn. 55.000. Chưa nghe chân ơi. Chưa nha cục vàng. 55.000. Búp bê khoảng 1 tuổi. Bây giờ em không biết còn không nữa nè. Em cứ lên từ từ cái được cái có cái chốt hả chị nha. Rồi cái đôi này là size 37 Thanh sale cho mấy chị luôn. 55.000 nha. Đôi này là hàng xịn đó mấy chị, hàng 200 mấy đó mấy chị. Rồi bữa nay được nước rồi cái lên tới luôn ha. Rồi quần riêng là chị nào vô sau chưa mua giờ mua mấy chị. Quần riêng Thanh có size từ 31 tới 33. À, quần riêng Thanh sale cho mấy chị rồi. 37-55 ok chị Trần Tiết. Cái này chị mua cho con chị mang, nó thích dữ lắm. Chị đang hot luôn á. Mấy đôi này đang hot luôn á. Có 55.000 thôi. Đôi này là 200 mấy hay 300 mấy gì đó. 200 mấy hay 300 mấy vậy. Giờ em sale 55.000 luôn. Rồi đó chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Mấy đôi này là đang hot luôn á mấy chị. Rồi Thanh có size 37. Size 37. Còn cái này size 38 nha. Còn 37 với 38 mấy chị. Còn 37, 38 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Quần 49.000 một cái. Size từ 31 tới 33 nha. Quần riêng có độ giãn nha cưng. Đây quần riêng có độ giãn nè. À, size từ 31 tới 33 chị Thanh sale có 49.000 một cái thôi. Chị nào mà mua rồi thì bây giờ góp ý. Rồi lấy con một đôi 37 ok tiền nè. Đôi này là đang hot luôn á. Đang hot luôn á nha. Quần size 33 ok chân nè. Quần Thanh sale có 49.000 thôi mấy chị. 49.000 một cái thôi. Size 31 tới 33. Rồi ok Nguyễn Linh nè. Quần lấy size mấy Linh ơi? Quần lấy size mấy Linh? Không có size 28 nha. Không có size 28. Linh lấy size 33 rồi. Ok 33 nè. Linh lên cái số điện thoại giùm Thanh đi Linh ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh đi. Để em thôi rồi mất công rồi cái lộn gửi lộn nữa. Con nhận đơn cũ rồi đơn mới. Cái gì con nhận đơn cũ cô mới gửi đơn mới à cô. Rồi size 32 ok Thùy Võ nè. Cái gì nói cô không hiểu. À đúng rồi nhận đơn cũ rồi mới gửi đơn mới. Rồi size 32 nè ok Thùy nè. 49.000 một cái quần. Ôi làm mẹ cái quần riêng 49.000 mấy chị ơi mấy chị. Nó rẻ chưa từng thấy luôn mấy chị. Mấy chị suy nghĩ cái gì không biết. Cái quần riêng 49.000 kìa. Linh kìa nhập số hội lên đi con. Quần riêng nha quần riêng. Rồi Kim Hoàng Thia nè 31 nè size 31 nè.
Size 31. Ok, 49.000 một cái quần jean. Mấy chị quần jean mà bán 49.000 mà mình ăn nỉ rồi mấy chị. À, mấy chị mua về đẹp rồi mấy chị mua nữa nha. Mà mua nữa chắc hết đó mấy chị. Sale cái này là bữa nay chắc hết rồi. Rồi 31, 32, 33. 31, 32, 33 nha mấy chị. 31, 32, 33. Đây quần đây. Đó, quần đây nó có độ giãn nha mấy chị. Quần nó có độ giãn cho nên mấy chị yên tâm. Quần này mấy chị mua chắc cỡ 190 hoặc là 200. Đó, Thanh sale cho mấy chị có 49.000 thôi. Khách của Thanh đã mua rồi. Đó. Size 34 không có nha chị. Size 34 không có. 33 lớn nhất nha. Cái này mấy chị về mấy chị để ý là cái nó màu đen cho nên là mấy chị giặt riêng với áo trắng rồi đó nha mấy chị. Nha, lỡ nhiều khi nó có ra màu hay gì á. Quần nữ nha. Em được giày không? Nương chương hình như được một đôi phải không? Được một đôi á nương chương ơi. À, Thoa Dương ơi, 65kg lấy size 33 đi. Có quần đùi không ạ? Quần đùi Thanh có nhưng mà bữa nay Thanh sale Thanh like cái này rồi. À, có quần jean xanh không chị? Quần jean xanh chị có nhưng mà chị không có sale cái giá 49.000. Biết sao cái màu đen chị Thanh còn nhiều quá. Màu đen còn nhiều quá, bán bị tồn động nhiều quá. Cho nên là sale cái này 49.000. Quá trời rẻ luôn á. Đó, mấy chị mua để dành mang đi làm được mấy chị. Có một màu đen thôi. Ok anh Hoa 31-49 nè. Quần jean xanh có size lớn cưng. Có size lớn á, quần jean xanh là 99.000. 99.000 cũng có size 33 luôn á. Rồi Thoa Dương nè, cái 65kg size 33 nè, lên số điện thoại giùm Thanh luôn Thoa Dương ơi. 54kg là cao mét mấy? Cao 1 mét mấy Út Phạm ơi. Rồi Thoa Dương lên số điện thoại giùm Thanh luôn đi, Thanh lấy size 33 á. Lên lấy size 33 cho Thoa Dương đó nha. Rồi cảm ơn Thoa Dương luôn. Rin 33 49 ok Linh Bùi nè. Cái này bữa hổm Thanh bán 69.000 á. Bữa hổm Thanh bán 69.000 á nha. 65kg. Lấy size 32 thôi hả? Ừ tùy, có về chặt cắn chịu nha. Này đổi đi con, đổi cái size 32. Mét 53 hả? Lấy size 31 Út Phạm ơi. Lấy size 31 nha Út Phạm ơi. Quần Thanh sale có 49.000 mấy cục vàng. Có 49.000 một cái thôi. Rồi ok, khen Nguyên Văn nè, size 30, 30 không có, 31 nha, có size 31 mà có co giãn nha, cái này quần jean này nó có co giãn nha mấy chị. Quần jean có co giãn nha, quần là size 31 nhỏ nhất nha mấy chị. Đây, quần jean co giãn mấy chị. Đó, quần jean có độ giãn nha mấy chị. Đó, cái quần jean vậy không ai bán cho mấy chị 49.000 đâu ha mấy chị. Nha, Thanh bán là Thanh bán xả kho cho mấy chị á. Thanh có size 31. Rồi ok Út Phạm nè. Thanh có size 31 tới size 33, 31, 32, 33. Ok size 32 Thoa Dương nè. Rồi chị nào á chị nào chưa cho số điện thoại cho Thanh số điện thoại nha. Chị nào chưa nãy giờ chưa cho Thanh số điện thoại thì cho Thanh số điện thoại nha mấy chị. Rồi 31, 32, 33 có 3 size thôi mấy chị. Có 3 size thôi, chị nào lấy thì chốt giùm Thanh luôn ha. Ship 35.000 toàn quốc. Đồ bán rẻ hơn người ta. Tiền ship là bằng người ta. Vậy đó mấy chị. Quần riêng size 33, 49 ok, đổ Hoàng Anh. Tiền ship là Thanh bán bằng, Thanh lấy tiền bằng người ta. Mà tiền bán tiền đồ thì Thanh lại bán rẻ hơn người ta. Đó, mấy chị suy nghĩ đi. Mấy chị suy nghĩ đi ha. Rồi Thanh lên dép nha mấy chị, Thanh lên dép cho mấy chị nè. Rồi ok, khen Nguyên Văn nè, size 31 nè. Chị nào chưa cho Thanh số điện thoại thì cho Thanh số điện thoại nha mấy chị. 49.000 mấy chị về mặt đẹp rồi, cái mấy chị mua nữa không có đâu hết trơn nha mấy chị. Rồi đôi này size 35 Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha mấy chị. Rồi đôi này size 35 Thanh sale cho mấy chị luôn, đôi này 45.000. 45.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 45.000, 45.000 size 35 mấy chị. Cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn, 35.
size 35. À, quá đẹp luôn. Size 35. À, quý thủy thêm một quần size 33, ok chị. Quần size 31 là Thanh còn có một cái thôi nha. Rồi ok như Trần 35-45k. Chị quần jean size 33 cao 1m6 nặng 68kg mặc được á cưng. Mặc được á Sen Nguyễn ơi, lấy đi để hết uổng cưng ơi. Chị sale còn có mấy cái nữa là hết rồi. Còn mấy cái nữa là hết rồi đó cưng. Để hết uổng lắm cưng ơi. Cái thùng này. Rồi đôi này là size 39 nè mấy chị. Thêm cái 33 ok tùy vỏ. Ồ cái này mà mua về bán á. Ờ mua về bán là bao lời luôn mấy chị. Lấy em hai cái ok em. Em chưa, em có chưa chị size 33. Đỗ Hoàng Anh có chưa Cảnh? Chưa hả? Rồi ok Đỗ Hoàng Anh lấy size 33 phải không? Lấy một cái phải không? Là hai cái của Xuyên Nguyễn nè. Sen Nguyễn nè. À, có giày bé trai size 34 không chị? Giày bé trai chị Thanh hết rồi. Giày bé trai chị Thanh hết rồi nha. Rồi mấy chị ơi, quần là Thanh còn có mấy cái thôi mấy chị. Rồi đôi này size 39 Thanh sale cho mấy chị luôn, 39.000 luôn mấy chị. 39.000 size 39, chị nào lấy chốt cho Thanh luôn. Đôi kẹp này đẹp quá trời luôn mấy chị. Nha, size 39. Size 39 39.000. Chị nào lấy chốt cho Thanh luôn 39 39k. Rồi đôi này là đôi quay hậu nam mấy chị. Đôi dép quay hậu nam. Đôi này là size. Đôi này size mấy Cảnh? Đôi này chắc cỡ 40 quá ha. Đôi này là cỡ size 40-41 mà mấy chị. Size 40-41 đôi này Thanh sale luôn. Rồi 39 ok Linh nè. Hai quần 33 ok Mỹ Hạnh nè. Mấy chị ở khu vực ở Hà Nội nè, Bình Định nè. À, đổi 32 lấy 33 giùm em ok em. À, hai quần 33. Mấy chị ở khu vực Bình Thuận nè, cái Nha Trang, Khánh Hòa, Bình Định rồi nè, là khu vực đó là đang tâm bão cho nên nó là không có Thanh không có gửi được nha mấy chị nha. Shipper ấy bên giao hàng nó ngưng nhận rồi, chừng nào nó qua bão rồi á nó mới đi đơn được nha mấy chị. Rồi đôi này là size, đôi này bán cho mấy chị 45.000 luôn. 45.000 đôi này size 40-41 nè. Đó, đôi quay hậu sale cho mấy chị luôn 45.000. Quần size 31 ok Nguyễn Thị Ngọc Phương. Nguyễn Thị Ngọc Phương là quen hả ta? Rồi ok Nguyễn Thị Ngọc Phương nè. Rồi vậy là quần size 31 Thanh hết. Thanh còn 32-33 thôi nha mấy chị. Còn 32-33 quần 31 Thanh hết nha. Quần riêng là size 31 Thanh hết nha mấy chị. Còn 32-33 thôi. Rồi cái đôi này Thanh sale luôn mấy chị 39.000 luôn nè. 39.000 size 35. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn size 35 39.000. Cái này là quần nữ nha Thu Phạm ơi. Quần nữ nha. Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị 39.000 luôn size 35. À, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn size 35 39.000. Quần là Thanh còn có mấy cái thôi mấy chị, quần là hết rồi nha, còn có mấy cái à. Rồi đôi này sale luôn mấy chị 45.000 luôn. 45.000 size 36. Đó đẹp quá trời mấy chị. Size 36 45.000. Hello Quách Tỷ Tỷ. Đây size 36 45.000. Quần riêng size nào lên à, tôi xem coi nãy giờ ra ngoài à, hello Quách Tỷ Tỷ. Quần riêng là đây nè. Thanh còn size 32.
Size 32, 33. Nè quần jean nè, tính còn size 32, 33. Quần này bữa hổm tính sale 69 ngàn á, bữa nay tính sale có 49 ngàn. Co giãn nè. Đó, quần jean nè. Bữa trước sale 69, bữa nay thanh sale 49 luôn. Bây giờ hiện tại thanh chỉ còn size 32, 33 thôi. Còn size 32, 33 thôi nha, mấy size kia thanh hết rồi. Rồi đôi này thanh sale mấy chị 45 ngàn mấy chị. Riêng nữ nha, quá tỷ tỷ ơi, riêng nữ nha cưng. Đôi này size 36 mấy chị, size 36. 36, 45 ngàn. Rồi đôi này cũng size 36, đôi xuồng. À, đôi xuồng size 36, đôi này thanh sale cho mấy chị luôn. 45 ngàn luôn. À, 45 ngàn size 36 đôi xuồng nè. Hết size 34 rồi. À, một size 33, 49 ok nè, Thu Huỳnh nè. Size 33. Rồi Ái Lê size 32 nè, ok em nè. Chín hả, để em coi còn không với nha chị Thúy Cẩm ơi. Ái Lê nè, size 32 nè. Ba mươi ba, 62 ký vừa, 33 là 32 là cũng vừa nữa. 58 ký size 32 vừa không, vừa đó Ái ơi. Size 32 là được rồi đó, Quách tỷ tỷ ơi, size 32 là được rồi cưng. Rồi cái này thanh sale cho mấy chị luôn, 45 ngàn xuồng 36, 45k. Size 35, 39 ok tini. Mặc size 34 vậy lấy size 33 đi. À, xuồng có 38 không hả? Dạ xuồng em không biết còn 38 không nữa nè. Cho chị 30 một cái. Thế Cẩm ơi em có 31 nhỏ nhất mà em hết 31 rồi. À, size 33 là vừa đó, tại vì có người 70kg vừa luôn á. Có người 70kg vừa luôn á. Nào. Đó, nói chung 65kg thôi. 65kg là được, có người nào cao á, cao mà bụng nhỏ á, thì được 70kg. À, xuồng, đôi xuồng Hà My nè, ok nè, xuồng 45k nè. Xuồng size 36 nha. Xuồng size 36 45k. Đây size 38 đây chị. Rồi ok em thử một cái đi. Về cho mẹ coi sao. Mẹ mà không vừa thì bán em. Cái này bữa hổm chị sale 69 đó, bữa nay chị sale có 49 thôi. Chị Bình Võ Thị ơi em có nè. Ok em, đây em có size 38 đây chị. Xuồng 38 đôi này em sale luôn 55 ngàn mới chị. Xuồng Thái Hòa 299. 299. Cái đó là giờ 300 mấy rồi đó, cái này là còn giá cũ đó. Xuồng 36 hết rồi, xuồng 36 hết nha. Linh Bùi đổi lên 32 rồi, ok. Đổi 32 cho Linh Bùi đi. Nếu xuồng có 38 thanh chốt cho chị. Đôi này là 55 ngàn chị. Đôi này nó khác đôi nãy nha. Đôi này nó xịn hơn nè. Đó, nó full đá luôn nè. Đôi này size 38 nè. Size 38 55 ngàn mấy chị. Rồi size 37 nè. Ờ đúng rồi. Bỏ 33 lại. Rồi ok Mỹ Hạnh xuồng 38 nè 59 ngàn. Ê 55 ngàn cho lộn. Tại vì cái này thanh bán đôi trăm mấy nè. Có gì Mỹ Hạnh lên cái giá tiền giùm thanh luôn ha. Jean size 33 rồi ok Diệu Nguyên nè. Rồi xuồng size 37 55 ngàn mấy chị. Nha đôi này là size 37 đôi trăm mấy nè. Rồi 38, 55 ok chị để em coi còn không để em lấy cho. Cái thùng ở bển còn xuồng không? Chị lên quần áo rồi.
này tính chị 140 thôi. 140 của chị. Xuồng 3855 lấy cho Mỹ Hạnh rồi nha. Xuồng có 39 không? Giờ chị Thanh cũng không biết còn 39 không nữa nè. Đây size 37 nè. Rồi ok, Linh My nè, 37 nè, 55k nè. Rồi ok, Linh Lộc nè. Chị mua đôi dép cái gì? Hôm bữa nhỏ mang không vừa, em có mua đồ cho em đổi lại nha. Ok, em còn sạch là chị đổi cho. Quần jean 3249 ok, Linh Lộc nè. Ừ, không vừa chị đổi lại cho. Xuồng có 39 hả? Để chị coi thứ còn không. Chị Thanh xả giùm em, giùm Út Duyên. Xả hai quần Út Duyên ra đây con. Út Duyên. Rồi size 37 Thanh còn nha mấy chị. Size 37 Thanh còn 55 ngàn mấy chị. Size mấy vậy? 33, hơn nó 33 mình hết rồi. Rồi cái này là size 37 mấy chị. Size 37 55 ngàn đôi xuồng nha mấy chị. Đôi xuồng là đôi trăm mấy, không có đôi nào mà 50 mấy hết trơn nha mấy chị. Nha, cái này là Thanh bán xả nha mấy chị. Rồi là size 37 55 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn 37. Xuồng 38 cho chị. Có không Thanh xuồng 38 để Thanh coi còn không, còn thì Thanh lấy cho nha mấy chị. Nha, còn là Thanh lấy Thanh bán cho mấy chị. Đây đôi này Thanh cũng bán cho mấy chị luôn 55 ngàn luôn mấy chị. Ô là mèn mấy chị mang cái này nè, đi đám đi tiệc nè. Đó, đôi này size 37 nè. Size 37 55 ngàn mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 37 55k. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 37 55 ngàn. Cái này mang đi đám đi tiệc rồi, đi chơi rồi hay mấy chị, sang cực kỳ luôn. Mấy chị mà đi làm việc đó, đi đi dạy rồi đó mấy chị. 37. Rồi ok, chị Trần Hòa 37 55k. Tôi Thanh cầm có 3 phân size 39 không, để Thanh lên từ từ. Ủa Bích Thủy Trần này là quen mà ta. Nhiêu? Rồi đôi này là size. Ồ đôi này đẹp quá mấy chị ơi. Đôi này size 37 nữa nè. U là mèn nó đẹp nha mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị có 55 ngàn thôi. 55 ngàn mấy chị, nhìn đôi dép xịn chưa. Đôi này là nó thấp hơn đôi nãy nè. Đó, đôi này 55 ngàn luôn nha mấy chị. Coi nè mấy chị, nó sang chưa. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn 37 55k. Lên giùm Thanh là 37 55 ngàn nha mấy chị. Rồi ok, Thùy nè, đôi này đẹp quá trời luôn. Đôi dép 37 55k. Đợi Thanh xíu. Đôi này như Thanh hết hay gì rồi. Đôi này Thanh hết rồi. Quần jean 55kg mặc vừa không? Quần jean 55kg mặc size 31 có cưng. Cái đôi đó Thanh hết rồi nha. Cái đôi đá đá đó còn còn sụt nha Phạm gái ơi. Nguyễn Thị Hạnh ơi, đôi đó Thanh hết rồi. Đôi này size 38 nè mấy chị. À, đôi này size 38 nè mấy chị, 55 ngàn. Ê cái đôi này nó bị nè. Hết rồi Nguyễn Thị Hạnh ơi, đôi này nó bị đè mấy chị. Bị mấy đôi kia nó đè qua, nó bị cấn nè. Đôi này Thanh bán rẻ luôn. Đôi này bán cho mấy chị 45 ngàn thôi mấy chị. Nghe 45 ngàn, đôi này sale lỗ luôn mấy chị. 45 ngàn mấy chị lên đồng Thanh là lỗi 45k. Bữa chị Thanh like sập sàn luôn. Ờ bữa nay like sập sàn. Đôi này size 38, đôi này lỗi mấy chị lên đồng Thanh là mã lỗi. Lỗi 45k. Nghe mấy chị, đôi này lên trăm mấy á mấy chị. Rồi nhưng mà nó bị mấy cô đôi kia nó đè qua á.
cho chị hai đôi 39 đi. Bây giờ em không biết nó nằm chỗ nào nè, bây giờ em lên từ từ cái chúng đôi nào chị thích đó cái chị chốt nha. Đôi này nó bị lỗi nhẹ mấy chị, bị lỗi. Đôi này bỏ luôn đi, khỏi bán đi, mất công mấy chị mắng vốn. Dỡ cái thùng đó xuống coi dép ở trong trong đó còn gì lấy bán ơi. Rồi đôi này là size 37 nữa mấy chị, size 37 55.000 mấy chị. Đôi này là khoảng 5 phân nha. Size 37 55.000. Ở đó đi, đậu đó đại đi cưng. Đậu đó đại đi. Rồi 37 55.000, 37 55.000 nha. Rồi đôi này là size 35. Đôi này sale luôn 39.000 luôn mấy chị. À 39.000, đôi này size 35 nè. Đẹp quá trời mấy chị, sale cho mấy chị luôn 39.000. 39.000 size 35. Rồi đôi này sale cho mấy chị luôn 49.000 size 37. Rồi 39k ok hạ mi nè. Ok em có về cao gót không hả? Bây giờ em lên từ từ nha chị. Đôi này sale cho mấy chị luôn 49.000 nha, size 37 đôi sụp hoa cúc nè. Size 37 49.000. Rồi ok chị Quý Thủy nè. Cao gót 39 không hả? Để Thanh coi thử coi. Đây cái này size cao gót mà size 38. Size 38 nè mấy chị, size 38 55.000. À chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, 38 55k mấy chị. À chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 38 55.000. Dạ cảm ơn chị Hoài Thương Ngô, em cảm ơn chị yêu nè. Rồi đôi này size 35, sale luôn đôi này 39.000 luôn mấy chị. Đây đôi này 39.000 size 35 mấy chị, đôi này là đôi búp bê gót con xíu nè. Size 35. 39.000. Rồi đôi này size 37 49.000 luôn mấy chị. 49.000 size 37, chị nào lấy chốt Thanh luôn, đôi này đẹp quá trời mấy chị. Size 37 49.000. Rồi ok Hồng Thắm Nguyễn Thị. Đôi đó 45.000. Có 38 chốt chị, dạ ok chị. Có 38 em chốt cho chị. À, chị ơi đôi hồng bé gái 29 em đổi lại 31 màu đỏ nha chị, xem lại 29 không vừa. Rồi ok, vậy là cái đôi hồng hồi nãy của Trần Anh đó Cảnh. Lấy lại đôi 31 màu đỏ, còn cái đôi đó bỏ qua cho Diệu Nguyên đi. Đôi màu hồng á, đôi con nít á, đôi dạy nít á. Rồi đôi này Thanh sale luôn mấy chị. Ờ. Lấy đôi màu đỏ. Size 31 mà không biết còn 31 không nữa.
Rồi đôi đó con bỏ qua cho Diệu Nguyên đi, con lấy miếng giấy đó ra đây con ghi là 45.000 bỏ qua cho Diệu Nguyên. Đây đôi này là size 35 nè mấy chị, thanh sale luôn, đôi này 45.000 luôn. 45.000, 45.000 size 35. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Trời ơi, đôi này đẹp quá mấy chị, đôi này size 36 mấy chị. Size 36 nha, đôi này thanh sale cho mấy chị luôn 55.000. Đây 55.000 size 36, đôi này đúng đẹp luôn. Đẹp chưa? 36 55k. Thôi bán lại đi. Rồi cái này là size 36 nè. Size 36 đôi này sale luôn 45.000 luôn. Đôi này đẹp mấy mấy chị. À đôi này size 36 45.000, chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Đấy. Size 36 45.000. Rồi ok Kim Hoàng Thi nè. Bam chín hả? Bam chín là chị hết rồi. Đôi đó bam chín là chị hết rồi. Chị lên quần jean chưa? Em vô sao không thấy. Quần jean bây giờ chị còn size 32, 33 à cưng ơi. Chị còn size lớn à. 36, 55 ok Linh My. Mười nữa hả? Bữa nào hả? Thôi mười thôi, tới luôn trời. Ủa gì trả tiền con chưa cảnh? Tiền bánh bao. Có 10.000 đưa mượn 10.000 luôn ơi. Đừng nói hết à. Bánh bao nhiêu tiền? 40.000. Nè trả là thôi 10.000 đây. Có 30.000 hả? À 30 hả? Hỏi chị có 10.000, cưng có 10.000 không cưng? Đây rồi đôi này size 39 nè. Size 39 đôi này thanh sale cho mấy chị luôn. Đôi này sale 39.000 luôn mấy chị. Đôi này nó chắc dữ lắm nha. Chẳng 39-55 lấy cho Linh My rồi đó Linh My ơi. Đôi này size 39. Cái đôi kia nó dễ thương hơn. Cái nãy nó dễ thương hơn. Cái nãy đội nó dễ thương hơn. Con nít nó màu sáng nó mới đẹp. Đây rồi đôi này size 39 nè. Thanh sale cho mấy chị luôn. Đôi này 39.000 luôn. 39.000 size 39. Cái gì? Nè là gì trả con nè. Trả con 30.000 phải không? Con có 20 không? Ủa thối tiền đó chưa? Con đưa nó 20 phải hả? Vậy con đưa 10.000 lại đây. Là 50. 39, 39, ok, khai chinh nè. Trắng 36, 55 rồi, để cái đôi đó hình như chị còn á, chút nữa chị lấy cho. Chị thanh hết rồi. Bây giờ thanh còn 35. 35 cái đôi giống cái đôi size 39 nè, thanh có size 35 nè. Ừ chị rảnh chị tìm cho. Đôi này là size 35 nè mấy chị, 35 39.000. Rồi 35 39 thanh còn 2 đôi, 39 39 thanh hết nha. Rồi đôi này size 36 bán 39.000 luôn.
36 39 ngàn mấy chị, mấy đồ này mang dễ thương lắm mấy chị nha. À, 36 39 ngàn. Mấy đôi này là Thanh xuống kệ Thanh xả cho mấy chị luôn. Rồi đôi này là size 36 nữa nè mấy chị, size 36 39 ngàn luôn. À, đôi màu đen nè, dễ thương quá trời luôn nè. 36 39. Rồi 36 39 ok tini. Rồi đôi này cũng là size 36 màu đen nè. Rồi ok chị Cẩm Hằng nè. Mấy đôi này là sale luôn. Rồi đôi này là size 35 mấy chị, size 35 39 ngàn luôn. 39 ngàn, 39 ngàn size 35 mấy chị nào lấy chốt em Thanh luôn, size 35 39 ngàn. Đây Thanh xả dép cái đi mấy chị, mấy bữa bán quần áo mấy chị hỏi dép quá trời luôn. Rồi đôi này Thanh sale luôn, 39 ngàn luôn, size 36 nè. À, size 36 mấy chị không thích vậy mấy chị cắt cái này bỏ nha. Mấy chị không thích cái lộng thòng này mấy chị cắt bỏ. Rồi size 36, 39 ngàn luôn. Nè cái này nè. Đó, mình không thích thì mình cắt bỏ. 36, 39k luôn. Lên giùm Thanh là đôi này là đôi sụp lưới đi. Sụp lưới 36, 39k. Rồi đôi này size 36 nữa. Đôi màu nu. Màu nu 36, 39 ngàn luôn mấy chị. Nha, đôi màu nu size 36, 39 ngàn. Màu nu nè, size 36 nè, 39 ngàn. Đây Thanh còn 2 đôi. Đó, màu nu 36, 39 Thanh còn 2 đôi nha. 36, 39 chị lấy đôi nào nữa chị Cẩm Hằng? Chị lấy đôi nào chị? À là chị lấy thêm cái đôi màu nu á phải không? Lấy cái đôi màu nu phải không chị? Phải không chị Cẩm Hằng, lấy đôi màu nu phải không? Lấy thêm hai đôi nữa hả? Rồi cái đôi này nu với đen, dạ ok chị. Màu nu với màu đen. Là nãy giờ là chị ba đôi. Là chị ba đôi. Cho em xem lại đôi 36. Em xem 35 đen. Đây 35 đen nè, Phương Phạm. À, đôi 35 đen nè có 39 ngàn thôi. Chị lấy hai đôi đen cộng nu thôi em. Hai đôi đen cộng nu đúng rồi. Dạ là em lấy cho chị hai đôi đen một nu là ba đôi á chị. À, cho xem lại đôi 36 màu đen. 36 màu đen chị ấy lấy rồi. Nè cái đôi này là size 35 nè Phương Phạm ơi. Đó size 35 nè 39 ngàn. 35 39 ngàn nha, 35 39 ngàn. Rồi đôi này là size 36 màu nu nè. Đó 36 màu nu 39 ngàn mấy chị, 39 ngàn size 36 màu nu nha. Một đen một nu vậy là bỏ cái đôi màu đen nó lại cảnh rồi. Đưa cái màu đen có đây nè, đây nè, đây nè. Ừ đó đúng rồi. Rồi ok Phương Phạm nè. À, đen có size 37 không? Bây giờ Thanh lên. Thanh lên có cái nào á mình vừa mình chốt ha.
Rồi chị lên 38 mà bây giờ mấy cái này nó còn lẻ size á. Mấy cái này nó còn lẻ size cho nên là Thanh bán rẻ. Đây đôi màu đen nè. Đôi màu đen này là size 36 nè. Là đôi màu đen size 36 mấy chị 39.000. Đó, màu đen size 36 nha mấy chị. Chị nào lấy chốt tình Thanh luôn, đen 36 39.000 còn nè. À, Nguyên Nguyễn ơi, đây màu đen size 36 nè, 39.000 nè. Rồi màu nu nè, màu nu 36 39.000 luôn, rồi bán rẻ luôn mấy chị ơi. Rồi cái đôi này là đôi thể thao. Đôi này là size 37. Size 37 đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn 39.000 luôn. Đây 39.000 size 37 mấy chị, size 37 39.000 chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn. 37 39k. Rồi chị lên 38 hả? Ừ 38 rồi chị xin coi. Trời ơi bây giờ 38 nó hơi bị hiếm. Rồi size 36 mấy chị. Size 36 đôi này cũng sale luôn mấy chị, đôi này sale 45.000. 45.000 nha, size 36 đôi này đẹp mấy chị. Thấy chưa? Rất là đẹp luôn, size 36 45.000. Mấy chị lên nhìn Thanh là 36 45. Rồi đôi này là size 36 nữa nè, size 36 đôi này 39.000. 36 39k. Mấy chị, mấy chị chia sẻ cho Thanh ha, một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm, tặng cho mấy chị mỗi người đôi dép cho lớn luôn nha. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm là Thanh sẽ tặng cho mấy chị mỗi người một đôi dép nha. Đi đơn mấy chị mua 10 đôi, đôi Thanh tính tiền chính đôi nha. 36 hoài vậy. Dạ. Em không biết sao mà bây giờ nó còn 36 không có lẻ sai chị. Size bự em bán hết rồi, còn size nhỏ nhỏ không à. Bên thùng nó lại gì cảnh. Đưa chuyện qua cho gì đi. Nữa cũng 36 nữa nè chị. À, đôi này là cũng 36 nữa nè. Trời đôi này nó êm bà cố luôn, cái da nó mềm nha mấy chị. Nha, da nó mềm lắm mấy chị nè. Mang mấy chị mang à, nó không có sợ bị đau chân nha. Đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn. Đôi này giá 185.000 nè mấy chị, Thanh sale cho mấy chị luôn 45.000 luôn. 45.000 cái giá nó còn dần dần nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn. Vậy chị lấy hai cá nhân 5 nhóm nữa tặng em. Không, em chia sẻ nhiều là nó cắt Facebook em luôn á. Chia sẻ nhiều là nó bị gì đó. Hồi nãy. Nó chặn nít luôn á, chặn nít luôn á. Cho nên là đừng có chuyện qua đi con. Tay nhỏ à, không tặng sao mang vừa, tặng món khác đi. Tặng món khác hả? Đen size 36 45 ok. Ái Lê cái đôi này 180 mấy ngàn. Tặng Thanh nè, tặng Thanh đi, ai lấy Thanh dùng đi. Đôi này size 38. Ấy đôi này size 39 nè, size 39 nè Nguyễn Trân ơi. Ôi là trời cục vàng ơi, ngay size luôn 39 nè. Đó, ngay size cục vàng nè. Đây size cục vàng là lấy luôn nè. Mấy chị chia sẻ nhiều là nó chặn thông báo luôn á, chặn thông báo mấy chị luôn á, không có khóa nít. Lấy liền nha. Dạ lấy chị. Rồi đôi này là Thanh sale cho mấy chị luôn. Size 38 nè mấy chị, size 38. Size 38 đôi này 45.000. 45.000 size 38, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn. Nha, size 38 45k mấy chị. Chị nào lấy chốt mình Thanh luôn, 38 45k. Rồi lấy chốt giùm Thanh là 38 45 nha mấy chị.
Chị chốt đôi trắng cho em chưa? Chị chốt cho chân rồi đó. Chốt cho chân rồi đó chân ơi. Rồi đôi này size 35 nữa nè. À, size 35 nha, size 35. 39.000. Ôi trời, mấy cái này mà chị nào mà chân nhỏ á. Chị nào mà chân nhỏ mua mấy cái này. Rồi đôi này size 38 nữa nè mấy chị, size 38 45.000, đôi này đẹp lắm. Đây 45.000 size 38 mấy chị. Chị nào lấy chốt anh Thanh luôn 38 45k. Rồi size 39 45.000. Rồi ok Trần Anh 38 45. Rồi size 39 45 luôn. Đôi 38 45 mấy chị hết rồi Trần ơi. Ủa mà Trần Anh lấy đôi nào vậy, đôi màu nu hay màu đen? Rồi Trần lấy đôi màu nào? Rồi 39 45 ok khai trình. Ba chín bốn năm thanh hết. Hết đẹp mà không mang dừa. Đây đôi này size 36 nè. Size 36 đôi này à. Lấy đôi nu, đôi nu chị hết rồi. Mang size 40 mà toàn size 38, 39, 35, 36. Rồi đôi này size 36 nè. Đôi này sale cho mấy chị 55.000. 55.000 size 36 nè, 38 45 hết nha mấy cục vàng ơi. À, đôi này đôi xuồng. Size 36. 36 55.000. Xuồng 36 55k. Rồi đôi này là size 36 luôn. Size 36 39.000. Ở đôi này mấy chị mang đi làm hay đi chơi gì cũng được mấy chị. Đôi này size 36 39.000 mấy chị, mang dễ thương lắm. Mấy đôi này 39.000 mà vậy nó còn size nhỏ anh bán lỗ đó mấy chị. Chứ 39.000 chưa tới giá vốn Thanh nữa. Rồi ok Ngọc Phương nè. 36 55 nè. Có dép kẹp không hả? Dép kẹp đâu rồi? Cái nãy đâu rồi Cảnh? Cái đôi kẹp nãy. Rồi đôi này size 38 mấy chị, đôi này 35.000. Đây đôi này size 38 chữ H 35.000. Ê, Cảnh, con lấy mấy cái đôi dép gì để trên đống quần jean nữa ra đây gì tặng cho mấy chị luôn con. Đây đôi này size 38 mấy chị, 35.000 nha mấy chị. Đôi này size 38 35.000. Chị nào lấy chút mình Thanh luôn 38 35. Rồi 38 chị Quý Thủy ơi, chị Quý Thủy nè, chị lên giá tiền giùm em luôn nha. Đó ngay đóng quần jean kìa. Đó. Đó ngay tủ cái bàn học của nó đó. À, em hết rồi chị Hiền ơi. Đây đôi này size 36, cái đôi này còn size mấy? Còn size lớn không? 39.000. Đôi này hết hả? 39.000 đôi này size 36 mấy chị. Em chia sẻ rồi, chị Thanh kiểm tra nha. À, cái gì phải kiểm tra mới được chứ mấy chị không có nói hồng miệng được đâu. Thanh kiểm tra có là Thanh sẽ tặng. Rồi đôi này size 36 nè, 39.000. Rồi đôi kẹp size 36 39.000 nha mấy chị. Kẹp Thanh có đủ size luôn cho mấy chị luôn nè. 38 35 hết rồi. 36 39 ok Nguyễn Nhật nè. Cái xương rồng đó là 140 nha. Cái xương rồng là 140. Rồi Thanh có size 36 mấy chị, 37, 38, 39. 6 7 8 9 39.000. À, cái này Thanh có 36, 37, 38, 39 với mấy chị, 39.000 một đôi.
có đôi 39 luôn nè. Đó, chị nào mang 39 thì lấy 39, mang 38 lấy 38, đủ size cho mấy chị luôn. Mấy chị chia sẻ sao mà Thanh thấy cái lượt like á, nó tụt không mà nó không lên đó. Có mua chưa mang nữa hả? Sao không mang đi chị? Rồi đôi này là size 39 nha mấy chị, 36, 37, 38, 39 còn đủ size luôn, 39 ngàn. Ủa cái cây xương rồng đó có sạc được không cảnh? À, cây đó tính 130 thôi. Rồi ok, lượng hũ nè, cây 37, 39. Lượng hũ em lên số điện thoại lại em chị, lâu quá. Phải không ta, phải khách quen không ta? Lên số điện thoại giùm chị luôn. Rồi 39 K size 37, ok. Ủa size 37 hết rồi. Hết 37 còn không? Còn ngoài không? Ý Suri ơi, hết 37 rồi. Còn 38 à. Còn 38 nha. Rồi đôi này size 38 nè. Chị lấy hai cái quần, cái gì à, hai cái quần riêng size 32 nha. Hả? Còn 38, 39 hết 37 rồi. Cái gì à, Thoa Dương, chị lấy hai cái quần riêng size 32 nha. Có chưa? Của à, cái gì Thoa Dương á, size 32 á. Thấy không? Chưa có hả? Là cưng lấy à, hai cái phải không? Hai cái xe 32 phải không Thoa Dương ơi? Rồi cái này size 38 mấy chị, 45 ngàn. 45 ngàn size 38 mấy chị. Rồi chị nào lấy chút Thanh luôn, 38, 45k. 38, 45. Ảnh sao con không thấy mấy cái đôi dép này qua cái gì? Mấy đôi này hả? Rồi đôi này là size 36. Cái hôm bữa em mua cho con gái em nói mang mua dép nhỏ xíu, nó không dám mang sợ đứt. Kêu nó mang đi, trời thấy hoài dép nhỏ xíu nó không dám mang sợ đứt, còn nghiệp không? Rồi size 36 đôi này sale cho mấy chị luôn 35 ngàn. 35 ngàn size 36, chị nào lấy chút Thanh luôn, 36, 35k. Rồi đôi này là size 39, đôi này sale luôn 35 ngàn luôn. Size 39 là 35 ngàn, đôi này mang dễ thương lắm mấy chị. Trời thấy cưng chưa? Bao nhiêu tiền đi đơn, nhiêu chị cũng đi hết trơn, quan trọng là tiền tiếp 35 ngàn đó, em cho đồng ý là chị đi thôi, chứ không có giới hạn nhiêu tiền vậy trơn. Rồi đôi này là size 39 nè, 35 ngàn luôn mấy chị. Rồi ok Trần Anh nè, 39, 35. Rồi mấy đôi này Thanh tặng cho mấy chị nè mấy chị nha. Nó dính gì nè. À, bán tặng cho mấy chị luôn. 39, 35 Thanh hết rồi. Đôi này size 38 nè, tặng mấy chị nha, tặng 38, chị nào lấy chút Thanh luôn. À, mua về mang bậy bạ chơi mấy chị. À, nó bị dính mực dính gì đó là Thanh không có bán. Rồi đôi này size 38 tặng. Lên giùm Thanh là má tặng 38 chạy, tặng một người một đôi nha mấy chị. Tặng một người một đôi thôi nha. Chứ mấy chị dành nhau mua 2 3 đôi, ý, tặng 2 3 đôi là không được. Rồi tặng 38 mấy chị, tặng 38. Rồi ok Hạnh La nè, tặng 38 một đôi rồi nè. Rồi tặng nè Thoa Dương nè, 38 nè. Để Thanh coi còn 38 không mấy chị ơi. Chết mẹ, còn 37 mấy chị. 37, 36.
Rồi 35, 36, 37. Hết 38. Bây giờ Thanh còn 37 rồi, 37 tặng nè. Tặng Thu Thu nè. Ai cười vậy ta? Ok Thu Thu nè. Rồi Thanh còn 35, 36 nha. Còn 35, 36 thôi. Minh Đạt Bùi nè. Rồi Linh Bùi nè, 36 là hết nha mấy chị. Hết nha. Thôi bây giờ Thanh sẽ bán cho mấy chị nè. Bây giờ tặng người nhiều người ít. Xíu Nguyễn Nguyễn ơi. Bây giờ cưng lấy cái lô này đi, chị bán cho cưng, bán rẻ cho cưng, cưng về cưng. Bây giờ Thanh sẽ bán cho mấy chị vừa bán vừa tặng đi. Chứ bây giờ dép tặng là Thanh còn có mấy đôi thôi mấy chị. Đâu rồi trời. Ủa cảnh này. Còn thấy cái để chị coi cái. Cái đó 180. Bỏ 180 chị. Trời ơi nó bỏ ở đây làm đi kiếm khùng vậy đó. Ủa rồi. À, 1000 cũng không bớt được. Gửi là 300 được rồi. Bây giờ cứ lấy cái lô nãy giờ chị like nè. Cái lô nãy giờ chị like chị còn khoảng 200 đôi. Chị còn khoảng 200 đôi á. Nếu cưng lấy hết chị tính cho cưng giá 29.000. 29.000 đó, lấy hết thì chị bán cho cưng là 29.000 luôn. Trời ơi dép mũ là còn 32.000, 33.000. Cái gì? 150 nữa à, bớt cho chị đi. Là biết sao không? Dép mũ bây giờ là một đôi là 32, 33.000 rồi mà cái này là toàn là hàng xịn không à. À, giờ chị bán cho cưng giá 29.000. 29.000. Chị tách cho cưng 100 đôi á. Tách 100 đôi. Rồi thôi mấy chị, bây giờ nãy giờ Thanh bán á, Thanh tặng thì nói chung là có mấy đôi à, tặng người có người không thì thấy nó kỳ quá. Nha. Bây giờ Thanh sẽ bán cho mấy chị bán giá tặng. Thanh sẽ bán giá tặng cho mấy chị. Bán cho mấy chị dép bít mỏ đó em bán không được chị ơi. Ờ ừ, thôi vậy bây giờ để chị bán cho mấy khách nè. Bây giờ Thanh sẽ bán cho mấy chị với giá tặng nha, 29.000 nha mấy chị. 29.000 là hồi nãy giờ mấy chị mua là Thanh đã chốt bill rồi, bây giờ là Thanh sẽ ngưng. Bây giờ Thanh sẽ bán với giá là 29.000 cho mấy chị nha. Tại vì nãy giờ tặng mà có người tặng có người không có cho nên là Thanh cũng ấy lắm. Bây giờ Thanh sẽ bán giá 29.000 cho mấy chị nha. Mấy chị mua đi nha. Rồi đôi này là size 36 nè, 29.000. Chốt giùm Thanh là 36 29k mấy chị, bán xả cho mấy chị luôn. 36 29k. Nói chung là bán vừa bán vừa tặng nha mấy chị, vừa bán vừa tặng cho mấy chị đó. 36 29.
Rồi cái này là size 36 luôn. Rồi ok, su in là mấy chị 29.000, mấy chị thấy không, anh bán 200 đôi, 100 đôi giá 29.000, bây giờ anh cho mấy chị lựa luôn. Đó, nói chung là anh sẽ anh bán giá đó cho mấy chị để công bằng đó thôi, nói ừ sao quá trời người tặng người không. Đó cho nên giờ bán vừa tặng cho mấy chị đi ha. Rồi đôi này cũng 29.000 luôn. Đôi này là size 36 nè. 36 29.000. Chị nào lấy chốt cho anh Thanh luôn. Em thích dép kẹp còn không chế. Dép kẹp còn cái mẫu đó à cưng, còn mẫu đó à. Rồi đôi này size 35 29.000. 29.000 size 35. Bảo đảm mấy chị mấy dép này không bao giờ có ba mươi mấy bốn mấy, chứ đừng nói giá 29.000. Rồi ok, Phan Thúy 36 29.000. Bây giờ đang bán đồng giá cho mấy chị đó nha. Bán 15 phút nha mấy chị, 15 phút nha. Rồi đôi này là size 35, 39.000. Bán 15 phút mấy chị tranh thủ mua nha. Rồi size 36, 29.000. Cái đôi này nó đẹp nha mấy chị. Thôi Thanh sẽ bán cho mấy chị 20 phút đi. 15 phút nó nhanh lắm. Rồi đôi này là size 30, size 36. Đẹp, đôi này là hàng mấy trăm nè. 29.000, 36, 29k. Má này sao 36 không hả chị? Rồi 36, 29.000 luôn. À, đôi lưới nha mấy chị, đôi lưới nha. Mấy chị lên hình thanh là lưới 36, 29k. Rồi đôi màu nu size 36 luôn, 29.000 luôn. 36, 29. Chị Quý Thủy, chị lấy cái đôi lưới này phải không chị? Lấy đôi lưới này phải không chị? Phải thì chị ok giùm em nha. Rồi Kha Lan Nguyễn nè, nu 36, 29.000. Nu thanh hết nha, nu 36, 29 thanh hết. Rồi size 35, 29.000, giá sỉ là 70.000 rồi. Size nào 36? Sao size 36 không? Ừ, size 36 còn cù size 36 à. Rồi 36, size 35 chứ lộn, size 35, 29.000. Cái đôi này mang biết chừng nào đứt mấy chị. À, đôi này mang biết chừng nào đứt trời. 35, 29.000. Rồi ok Như Trần. Việt Nam hả? Việt Nam bữa nay không có cưng. Việt Nam bữa nay không có cục vàng. Rồi size 35, 29 thanh còn một đôi nha mấy chị. 35, 29. Trời, bán 29.000 đi. Rồi đôi này size 37, 29.000. Ôi là mẹ, đôi này nãy 55.000 quá chị. À, anh nói là anh giữ lời nha mấy chị. 37, 29.000. 37, 29. Rồi Ý Huỳnh Như nè, 35, 29.000. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Rồi 37, 37 đâu rồi. À, Văn Thừa 37, 29.000. À, Ý Huỳnh Như lên số điện thoại giùm Thanh luôn nha. 37, 29k nè. Văn Thừa nè, là Thu Thảo gì đó hả? Bảy thanh hết nha. Rồi size 35, size 35 29.000. Ô là trời, đôi này nãy 55.000 mới chị. À, size 35 29.000. Cái gì à, nãy à, đâu rồi à, Như Trần ơi, đây ngay size cưng mang nè. Trời ơi nó đẹp nha. Đôi này nãy bán 55.000 nè. 35 29.000. Như Ý, cái gì Ý Huỳnh nhìn lên xuống lại thanh luôn. Rồi cảm ơn Ý Huỳnh Như. Mấy chị ơi, Thanh bán anh nói mệt lắm, mấy chị đừng có đặt cho vui nha mấy chị. Size 35, 29.000. Rồi size 36, 29.000. Hồi nãy mấy chị nào mà mua cái này rồi mà báo xả cái trước là Thanh xả hết luôn mấy chị, không được mua giá rẻ luôn á nha mấy chị. Rồi 35, ok. Y Huỳnh
lên giá tiền nhìn Thanh đi nha, 29.000 đến thôi, hồi Thanh tính 45.000 bây giờ. Văn Thùa chung với Thảo rồi ok, tí nữa thảy vô mặt cảnh luôn à. 29, 36, rồi 36, 29, ok Thanh Quỳnh nè. Từ từ lát nữa lên số bự, lát sẽ lên số bự, yên tâm đi. Yên tâm đi, lát xíu lên số bự. Cái gì? Đã 29.000 luôn. À. Nó còn nhỏ. Rồi size 35 29.000. Size 35 29.000 mấy chị, size 35 29.000 nha. 35 29.000, size 36 29 thanh hết rồi. Size 35 29.000 nè. Sắp hết rồi mấy chị ơi. Rồi, đôi này là size 36 29.000. 36 29.000 nha, 36, 36 37 gì nè, 29.000. Đó, đôi giày đi mấy chị, lên giày 29 đi, giày 29. Rồi đôi này size 35 nè, đôi này nó mềm lắm mấy chị. Nó mềm lắm nha. Size 35 29 ok su in nè. Trời ơi, sắp hết rồi mấy chị, sắp hết rồi. Mấy chị mua mua cho con mình mang không vừa mua cho con mình. Rồi giày nha, giày size 36 37 nè, 29.000 luôn, lên giùm Thanh là mã giày nha mấy chị. Giày. 36 cái gì giày Phạm. Để Thanh xíu đi. Đây mua cái này cho con mình mang đi học được nè. Đó, size 36 nữa nè, size 36 29.000. 36 29.000 mấy chị, 36 29k. 36 29.000. Cái đôi này nó bị ấy. Rồi size 35. Rồi ok, ok 36 29 Lệ Quyên. Tặng mà con giúp giúp sao rớt miếng giấy hay gì đó. Tặng hả? Con vô con coi chứ. Tặng 35 đó. Rồi, trời ơi, bán 29.000 mấy chị mua nhanh Thanh làm không kịp luôn. Bởi vì mấy chị thương Thanh quá trời luôn à. Bán lộ mấy chị mua quá trời. Rồi đôi này size 35 rồi mấy chị. Size 35 29.000. 35 29.000 mấy chị. 35 29.000. 35 29. Rồi đôi này size 36 29.000 luôn. 36 29.000. Đó, mấy này mấy chị mang bình thường mang được nè. Rồi 35 29. Ok, Ý Huỳnh Như nè. Rồi 36 29.000 Dior. Chị có giày 36 không em? Giày Phạm giày 36 hả? Giày 36 là cái này phải không chị? Phải không chị? Rồi ok 36 cho chị nè. 29.000 nè. Có chị có nè, em chốt cho chị rồi nè. Em mang vừa đôi. Em mang vừa đôi nào đâu chứ. Từ 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 từ. Rồi đôi này là size 40 nè. Rồi em chốt cho chị rồi đó, size 40 nè, 29.000. Trời ơi mùa nước nổi rồi mấy chị, nước ngập á mấy chị mang này cho nó bền mấy chị. Đó, giày búp bê bằng mũ. 29.000 mấy chị, size 40 nè. Đó, size 40 29.000. Nhức đầu mấy chị nói. Rồi 40 29 ok Nguyễn Trân nè. Đầu quá trời. Cái này còn không ta? Cái đôi giày này còn con lấy cho chị Kim Liên đôi nữa này. Số 40 á.
Rồi size 36 29.000 mấy chị. 40 phải không? Ok chị Kim Liên nè. Chị không có một đôi lông. Em để lát nữa em lấy em kiếm cho chị, em kiếm cho chị yên tâm đi. Để em kiếm cho chị yên tâm đi. Em sẽ bán cho mỗi người luôn. Từ từ mấy chị, từ từ nó sẽ tới thôi. Gắn cái này vô cái đã nè. Câu giờ. Bán lời nó không ngồi câu giờ gì đâu mấy chị. Bán lỗ câu giờ. Rồi đôi này xe 36 29.000 kẹp nè. Kẹp 36 29.000. Hên quá. Rồi tiếp đôi này là size 36 nữa mấy chị. Đôi beo size 36 mấy chị, size beo 36 29.000 luôn. Đây bự bự nhóc á, bên bây giờ bự bự nhóc luôn nè. Rồi đôi này size 36, sao 36 mà nó bự dữ trời. Size 36 29.000 mấy chị, từ từ mấy chị đừng có vội. Hả? Đây rồi đôi này size 36 29.000. 36 29. Đây mấy đôi này đẹp đẹp không nè. Rồi size 39 nè, đó mấy chị vừa lòng chưa? Size 39 nè. Đó mấy đôi này mấy chị mang đi làm ok luôn ha. 39 29.000. Cái giày nè, size 39 nè. 36 29 ok lon nè. Đẹp quá em, đẹp quá luôn em. Rồi 39 29 Nguyễn Trân nè. Từ từ mấy chị ơi, từ từ cũng tới size bự thôi. Anh bán lỗ mà mấy chị gấp quá. Rồi đôi này size 35 nè, 29.000 nè. 35 29.000. À, cái gì Nguyễn Ý Suri và 36 29 là cái đôi nào mới được. Thanh lấy nãy giờ like 36 nhiều quá không biết đôi nào luôn á. Rồi 35 29 Như Trần nè, em không chốt được. Em mua về bán mà em không chịu chốt mấy cái này về thì chị bán có 29.000 mà em không chốt nữa là thôi chị cũng chạy luôn. Búp bê 36 là thanh hết rồi. Như Ý Nguyễn Ý Suri đây size 35 nữa nè. Size 35 29.000. Ô là mèn mấy chị mà mang ra size 35 36 là vô hệ luôn nè. Vô hệ luôn nè. Rồi 35 nè, size 35 nè 29.000 nha mấy chị, 29.000 size 35. Rồi size 37. Kim Tho đâu rồi trời, bữa nay không vô lấy cái này về bán trời. Rồi 35 29 ok su in. 29.000 là còn rẻ hơn giáp mũ nữa. Chị để địa chỉ em là công trình ok em. Lon kìa. Nè nè con Nguyễn Lon nè. Nè con. Nè cảnh cảnh. Ok chân nè, 37 29 nè. Bữa nay xả hết thùng này luôn á con. Rồi đôi này size 35 đó. Ủa trời đẹp quá trời luôn nè Su In ơi. À, size 35 29.000 nhất cái nách luôn trời. 35 29 màu đen nha. Size 35 29.000. Rồi ok Nguyễn Ý Suri nè. Dép là lưu ý, dép Thanh không có lưu đơn nha. Dép không có lưu đơn nha mấy chị. Rồi quá đẹp luôn, size 36 29.000. Trời ơi trời mấy đôi này. Mấy chị ơi, mấy chị dồn dập Thanh. Dồn dập Thanh cái Thanh bóc càng, bóc đại không. Rồi đôi này là size 36 nè. 36 29.000 luôn. Chứ sao buổi sáng chị lu bu chị không có rảnh like được.
Rồi ok chị Quý Thủy nè. Em 629 thanh hết. Đây đôi này. Đôi này 29.000 luôn nè. À, đôi này 29.000 luôn, size 36 này 29.000. Cảnh này ngày mai lấy mấy đôi này ra hết luôn đi Cảnh. À, ê, vòng qua lấy cho dĩ đôi đó gì tặng đi con. Rồi ok lon nè. Ở đâu vậy? Rồi đôi này là size 38 mấy chị. Size 38, size 38 nha, 38 29.000. Thôi đưa đây, đưa đây. Rồi bãi đi. 38 29.000. Ba mươi tám hai mươi chín nha. Rồi ok chân 3829 nè. Ê lon Nguyễn gì chưa bỏ giấy vô nữa Cảnh ơi, đôi màu đỏ. Rồi đôi này là size 37 nè. Trời ơi trời, bán 29.000 luôn. Rồi đôi này là size 37 nha mấy chị, 37 29.000 luôn. 37 29. Rồi 37 29 mấy chị, 37 29. Rồi 37 29 ok Phan Thí. Đó mấy chị thấy chưa? Lo cái đẹp ra bán cho mấy chị, vừa lòng mấy chị. Vừa lòng mấy chị đi. Lỗ. Còn ai lỗ kệ, kệ ai à. Rồi đôi này size 36, 29 36 bò 26, bò 20 bò này bò size 36 29.000. À, đôi này đẹp chưa mấy chị thấy không? Trời, cái gì Yến Phạm Yến kêu chụp cho nó rồi cái cuối cùng không có chụp luôn, không có mẫu rồi cái không chụp luôn. Rồi đôi này size 36 nha, 29.000 đôi bò. Rồi đôi này size 39 nè, đó vừa lòng mấy chị chưa, có size 39 nè. Size 39 nha, size 39. 36 ok chị Gai Phạm, chị lấy cái đôi màu đôi con đôi bò này phải không chị? Rồi 39 Hùng Nguyễn. Đổ vô cái gì nữa đi Cảnh à. Rồi bữa nay lỡ rồi, cùi không sao lỡ nữa. Chơi luôn. Bò hết rồi Văn Thúy ơi. Rồi size 40 nè mấy chị, size 40 29.000 nè. Đồ bán 29.000. Nhanh nha. Bởi vì làm gì có nhà lầu ở. Size 40 39 mang vừa luôn, 29.000 luôn. À, 40 chị nào lấy chỗ ta luôn size 40 29 là chị Kim Liên nè. Kiểm tra mấy cái dép, kiểm đôi nào ấy bán chậm chậm đó. Rồi đôi này size 35 mấy chị, u là mèn đôi này nó đẹp nha. Size 35 29.000. Bán lên hoa mắt luôn mấy chị, giờ hết biết đường đẹp xấu luôn rồi. Rồi đôi này size 35 29.000. Như Trần ơi, mấy đôi này đẹp quá trời luôn nè Su In ơi. Đó, mấy đôi này là nhức nách luôn. Rồi 35 nè, 35 29 là Nguyễn Thị Trúc Mai nè. À, cục vàng nhớ lấy quà Nguyễn Thị Trúc Mai. Đâu rồi ta? Nãy gì thấy? À đây.
mai mốt à, cũng cứ khui để sẵn vậy đó. Trời ơi, cái máy nào là nó ra cái máy đó chứ dễ gì. Mai chốt cho Mai nè, chốt ra cục vàng nha. Mai lại lấy á con à. Trời ơi, mấy đôi này là cỡ cưng không à. Đổi giờ lấy dép đổi quà nè. Rồi size 38 29 ngàn luôn mấy chị. 38 29 38 29 nha. 38 29 đây, size 38 29 ngàn nè mấy chị. Đó, đẹp nè, không chốt cho em. Ồ chị không thấy luôn á. Nhảy tin nhắn nhanh quá chị không thấy luôn á. Rồi 38 29 nè. Rồi Hồ Ngân 38 29 nè. Tin nhắn nó nhảy nhanh quá anh không à. Hồ Ngân lại lấy hả? Hồ Ngân á. Ôi là trời, bán 29 ngàn đi chứ. Đau khổ. 100 đô là cũng thấy là nghèo rồi đó. Rồi size 35 29 ngàn. Size 35 29 ngàn nha. Size 35 29 Thanh nói thiệt với chị, Thanh bán cái này Thanh bán mà không có lỗ Thanh mất lọc liền. Đó, bán mà không lỗ mất lọc liền. Tại vì nãy giờ tặng á, tặng có người tặng có người không, bây giờ Thanh bán giá này cho mấy chị luôn. Rồi size 35 29 ngàn đôi nè, mang biết chừng nào hư mấy chị. 35 29 ok tini nè. Thanh mà nói gian là Thanh mất lọc liền mấy chị. Bán lỗ, cái này bán lỗ sặc máu. Rồi đôi này là size 36 nè. 36 thì 36 nè, size 36 nè mấy chị, size 36. 36 29 luôn. Ủa cảnh này mấy cái này là ở trong kho hết rồi đúng không? Mấy cái em này là 36 29, 36 29 nha mấy chị, 36 29. Mình thích nó không được hả? Rồi để Thanh cố gắng Thanh ưu tiên cho. Rồi đôi này là size 39 nè. Size 39 nha mấy chị, size 39. Chị nào lấy chút Thanh luôn, size 39 nè. 38 29 là Thanh hết rồi. 38 29 hết rồi nha. Rồi size 39 nè mấy chị. Size 39 nha. Rồi 39 nè, ok chân nè. Đó Thanh cố gắng Thanh đẩy cho mấy chị đủ đơn để đi đơn luôn mấy chị. Rồi size 37 mấy chị. Size 37 nha, size 37 29k. Mấy chị lên giá tiền giùm Thanh để thôi lộn nha mấy chị. 37 29k. Nè Mai, mấy đôi này đẹp quá nè Mai. Mai ơi, đôi này đẹp quá nè, lấy không chị chừa cho cưng. Đó, đôi này đẹp quá trời luôn nè. Đó, đôi này size 35 nè cưng. Size 35. 37 29 ok xanh dao. Giày nam 41 đây nè cưng. Giày nam 41 nè đôi này à. Rồi ok Mai. Đôi này đẹp quá trời luôn, đôi này đẹp chị mới hú cưng. Nè cưng, đôi giày nam nè. Chị sale 55 ngàn. Đó, 55 ngàn đôi giày nam nè. Thanh có size 38, ấy size 39, 40, 41. 39, 40, 41 nha. Chị Thanh sale 55 ngàn. Giày nam 55k. Giày này mang em chân dữ lắm. Size 41 nè cưng. Đó, đôi này chị Thanh sale 55 ngàn. Chào Trần Hồng nha. Rồi đôi beo size 38. Beo size 38 mấy chị, beo size 38. Còn mẫu khác nữa, chị còn mẫu đó à. Vậy hả, thôi ngày mai, mai cưng. Bữa nay chốt không được, ngày mai chốt. Beo, beo size 38 nha mấy chị, beo size 38 à. Cảnh bỏ trong thùng qua hết luôn đi con, để gì bỏ. 38 29 ok quanh Nguyễn.
Ngọc Hương quần không? Đây rồi, size 38 nè. Đó, size 38 mấy chị, gu xì. Không, đừng đây, cái này là size 38 nè, gu xì. Có size 41 không shop. Dép nữ là không có size 41 nha. Rồi, cái này là 38 nè, size 38 nè. Rồi, ok chân nè. Ủa Nguyễn, trời ơi, Nguyễn nãy giờ thấy thương quá, chưa được đôi nào để lát nữa. Đâu à? Rồi, đôi này là size 35 nè mấy chị. Mấy đôi này mang bền lắm mấy chị ơi. Đây, đôi này size 35 nha. Ở hàng xịn luôn á, size 35, 29 luôn nè. Mấy chị kèm size, kèm giá tiền nha. 35, 29 nè mấy chị, 35, 29. Rồi, cái này là size 38 nè. 35, 29 nè. À, Kha Lan Nguyễn nè. Chế ơi, có size 39 không? Bây giờ chế không biết đường luôn nè. Đây, đôi này size 39 nè. Size 39 nè, size 39 nha. 39, 38 gì nè. Rồi, ok chân nè. Chân này hốt quá trời luôn rồi. Đó, ai nhanh thì trước, ai chậm thì hết vậy đi. Bán này là bán 59 ngàn. Giờ không có lời lóm mẹ gì cơ. Giờ là càng lai đại rồi. Rồi, đôi này size 36 nè. Size 36 nha, size 36. Đây, 36 mấy chị. Đó, 36, 29. Nhanh nha mấy chị. Nhanh đây để thanh xuống like với mấy chị ơi. Rồi, 36, 29 nè, Lệ Quyên nè. Trời ơi, anh bán rẻ quá trời, bán có 29 ngàn mấy chị. Đừng có lựa, đừng có suy nghĩ đắn đo gì hết trơn á. Mấy chị chốt đi, chốt nhanh đi để hết uổng. Nghe, còn có nhiêu đôi nữa hết rồi. Size 39 mấy chị, Caro 39, cái này là LV mấy chị. Size 39 nha. Đó, size 39 nè. 39, 29. Rồi, 39 nè, Phạm Gái nè. Lên giá tiền nhìn Thanh luôn nha. Để Thanh khỏi phải ghi, để em thuê mắc công này. Ngày mai không biết đường chốt đơn rồi. Đôi này giá nhiêu luôn á. Rồi, đôi này là size 36. Size 36, size 36, 29 luôn. 36, 29 mấy chị. Nhắm thích là quốc. Đừng có để nó vuột mấy chị. Đôi con bò size 35 hồi nãy ai vuột này giờ lấy nè. Có cao chị hết rồi. Đây size 35 nè. Đó, thành lai nãy giờ chưa có kịp uống nước. Đây size 35 mấy chị. Size 35 nha. Đôi này mua đen nó sợ luôn nè. Rồi, 35, 29 luôn. Rồi, đôi này mềm quá mấy chị. Rồi, 36, 29 nè. Nguyễn Hồng nè. Rồi, Ý Huỳnh Như nè, 35 nè. Nguyễn Hồng có đơn chưa? Nguyễn Hồng lên số điện thoại đi. Nguyễn Hồng lên số điện thoại dùm Thanh luôn nha. Rồi, đôi này size 36 nè, 35 hết nha. Đó, size 36, 29 ngàn luôn. 36, 29 ngàn. Có môn vợ con... Ừ ha, đang dồn luôn hả? Dạ, nay em like dép chị. Dạ, nay em like dép nè, em sẽ có 29 ngàn, chị hốt về chị bán đi. Có nón kết nha. Rồi, cái này là size 38 nè.
Size 38 nha, size 38. Tự nhiên nó cứng cái hàm luôn ấy kìa. Đây size 38 nha, size 38. Chị nào lấy chốt anh Thanh luôn, size 38 nè. Rồi ok, Nguyễn Nguyễn nè, giờ Nguyễn Nguyễn nó được đôi nè. Giờ mới được đôi nè, cục vàng nè. Ba tám chị hết rồi đâu ơi. Rồi đôi này size 36 nè. Đó, đẹp chưa? 36-29 luôn, 36-29. Cho nhìn đây là 36-29. Rồi đôi này size 35 nè. Size 35 nha mấy chị, size 35-29 luôn. Rồi đôi màu nu nè, size 35. Cao gót 5 phân, bây giờ em hết, em còn cái lô này chị. Đây, cái này là màu nu, size 35-29 luôn. Size 35-29 màu nu. Rồi 35-29, ok. Hello Phương Thoa. Như Trần ơi, ngày mai chị đi đơn luôn nha cưng. Mai chị đi đơn luôn nha. Rồi đôi màu đen nè, size 40 nè, 29 luôn. Đó, đôi này bằng mũ nha mấy chị. Mấy chị lội nước được nha. Rồi 40-29. 40-29, chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. Đôi này nãy mấy chị chốt nè. Ôi là trời, cái đôi này nó đẹp nè. Đó, đôi này đúng đẹp luôn. Chị nào lấy đôi này là về là quá đã luôn, size 35 mấy chị. Đó, size 35 đôi này là hình như 200 mấy nè. Đẹp quá trời luôn, trời nó xuất sắc. 35-29. Rồi 35-29 hạ mi. Trời, cái đôi này nó đỉnh luôn á trời. Đẹp quá trời. Đôi đó em hết rồi chị. 35-29 hết. Đôi đẹp quá ha. Rồi đôi này là size 37-29. 37-29. Rồi chị nào lấy chốt anh Thanh luôn. 37-29. Những đau hàm á. Rồi 38-29. Rồi 37-29 Ngọc Anh nè. Rồi Thanh còn 38 nha. Còn 38-29 nha mấy chị. Còn 38-38 nha mấy chị ơi. Còn 38. Đây còn 38 nè. Rồi 38-29 Nguyễn Nguyễn nè. Em bị Facebook đá ra luôn chị. Đá ra vô lại hàng chị, nãy giờ chị thấy em ngu là. Đây đôi này size 35 nè. Trời ơi nó đẹp mấy chị. Size 35 nha, size 35 nè. Đó, size 35. Mấy chị đừng có bấm, đừng có chấm bài nha mấy chị, đừng có chấm bài. Mấy chị lưu ý giùm Thanh nè, chia sẻ là chia sẻ một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm thôi. Đừng có chấm bài nha, đừng có thả like, thả tim gì hết trơn, phải không Cảnh? Phải không? Mấy chị thả tim thả like là Facebook nó đá với chị luôn á. Rồi 35-29 ok chị Huệ Mỹ nè. Mấy chị thả like thả tim, mấy chị chấm bài là mấy chị Facebook nó đá quét mấy chị luôn á. Giờ nó căng lắm mấy chị. Rồi đôi này là size 37 nè. Size 37 nha, 37-29 luôn. 37-29. Rồi 37. Đúng lúc cho chào. 37-29. Rồi ok Thu Thu nè. Lúc cho chào rồi đá em ra hả? Tìm mọi cách em vô lại. Mày ra
tái phạm nha. Cái gì size 37 vậy? 37 ta nớt rồi, rồi size 36 nè. Size 36 nha, size 36 29. Đi đơn từ 100 ngàn nha mấy chị. Rồi 36 29 mấy chị, 36 29. Đây còn một đôi gót cao nè. Rồi 36 29 luôn chuông nè. Để em coi còn em lấy cho chị. Đây đôi này size, đôi này giống nãy đôi size 38 nè. Đôi gót cao nè, size 38. Ba sáu hai chín ba tám nha, cái này 38 nè. Rồi 38 ok chị Huệ Mỹ. Mấy chị nhớ thêm giá tiền cho anh Thanh nha, không thôi là lính không nó tính mấy chị là tính mấy chị đôi mấy trăm ngàn á, rồi mấy chị đừng có khóc nha. Rồi đôi này là size 30, size 35. Size 35 mấy chị. Đây hàng xịn luôn, 35 29 ngàn. Size 35 29 ngàn. Rồi size 37 29 ngàn. Rồi 35 29 ok chị Huệ. Nếu em mua chưa đủ đơn ngày mai mua tiếp. Bữa nay mua không đủ đơn mai mua tiếp nha. Rồi đôi này size 37 nè, 29 nè. Rồi Nguyễn Nguyễn nè. Mùa này nước ngập mấy chị. Mua để dành, có đứt dép mình có cái hàng mang. Mấy mẹ quên lựa cho cô giáo Xuân Mỹ. Ơ Xuân, mấy đôi. Size 37. 37 29 ta nớt rồi, size 35 nè. À, size 35 29 nha, size 35 29. Con lấy cho gì đôi size 37 đi cắm. 37 mấy đôi này nè, mấy đôi Hà Nội á. Đây cái đôi này size 35 29 nha, đơn hôm qua đi với hôm nay ok cục vàng. Rồi đôi này là size 35 nha mấy chị, size 35. Đó, như mấy đôi này nè. Mấy cái đó, đó màu đen rồi đó, màu nu rồi đó. Được, may không có mở hàng được đâu. Rồi đôi này size 35 đó. Ồ là trời đẹp nè. Hàng này không có bị lỗi nha chị. Hàng này không có bị lỗi nha chị. Có xăng đan không? Xăng đan thanh hết rồi. Đôi này size 35 nè, size 35 nha, size 35. Hàng này là không có bị lỗi nha chị. Rồi đôi này cũng size 35 nữa mấy chị, size 35 nữa nè. Ê Cảnh ơi, đôi này cũng chụp, để đây mai gì chụp cho Phạm Yến đây. Đây đôi này là size 36 nè, size 35 36 nha mấy chị. Đó, đôi này đẹp quá trời luôn nè. Đó, đẹp quá. Đôi trắng. Trắng này đôi này size 35 36 nha. Thôi mấy chị ơi, đang xuống like đi mấy chị ơi. Rồi ok chị. Rồi đôi này là size 39 nè mấy chị, size 38 39 nha. 38 39 nè. Ở đôi màu đen, size 38 39 đó. Mai mấy giờ chị like hả? Mai hả? Mai cũng như vẫn là buổi tối. Tối mai nha, mai vẫn là buổi tối. Mà ngày mai Thanh đi mổ mắt rồi. Nếu như mà tối mai á mà Thanh khỏe thì Thanh sẽ like nha mấy chị. Rồi cái này là size 36 nè, size 36 nha mấy chị, size 36 Thanh tranh thủ cho Thanh like á mấy chị. Đây size 36 màu đen nè.
Rồi cái này là size 38 39 nha mấy chị, chân 38 39 là màu đen nè. 36 29 là mai cái gì mai em mua thêm. Rồi mấy chị nhấn thích và theo dõi trang Thanh nha. Thanh like thêm chút nữa nha mấy chị, like thêm chút nữa mấy chị mua chút nữa đi. Mấy chị nhấn thích và theo dõi trang của Thanh nha, thích và theo dõi trang của Thanh để lúc mà Thanh like mấy chị tìm thấy. Rồi ok lên bùi. Còn mấy chị không có thích và theo dõi trang Thanh là mấy chị không có tìm thấy Thanh đâu. Thích và theo dõi trang của Thanh nha. Lưu ý thương Thanh thì chia sẻ cho Thanh một lần lên trang cá nhân, một lần lên hội nhóm thôi. Đừng có chia sẻ nhiều, nó quét Facebook quét mấy chị luôn á. Rồi đôi này size 40 mấy chị. Size 40 nè, size 40 nè, 29.000 luôn. Chị Liên ơi, hồi nãy chị Kim Liên có được đôi này không ta? Đây đôi này size 40 mấy chị, size 40 nè, 29.000 hàng xịn luôn mấy chị. 40 29, chị nào lấy giúp mình luôn. Áo chị mặc bán không? Áo chị mặc có nha. Trăm mấy à, quên mẹ rồi, 130. Áo chị mặc 130. Rồi Kha Lan Nguyễn nè. Áo chị mặc là 130 thôi. 40 hết rồi. Đây đôi này size 35 mấy chị. Mềm lắm mấy chị, cái này nó mềm mang không có bị đau chân nha. Size 35 nè. Size 35 29.000 luôn. Chị nào lấy chút âm thanh luôn. Tìm 37 đi chị hả? Đây size 35 là 29.000 à. Đôi gì màu đỏ gót cao đâu, đâu chị thấy ở đâu hay trời, đâu có thấy đâu đâu. Rồi đôi này size 35 đó, đôi này dễ thương quá mấy chị nha, đôi này rất là dễ thương luôn. Size 35 này mấy chị, size 35 đôi màu đen, đôi này dễ thương chưa, 35. Rồi 35 ok chị Huệ. Chị Huệ chị quốc đại đi 100 đô chị về chị bán mẹ. Mấy đôi này không có lỗi. Hả? À. Rồi đôi này size 35 nữa nè. À, búp bê này là hàng đẹp không á mấy chị. Size 35 nha, size 35. Rồi hết rồi đó mấy chị ơi. Đây size 35 nè. Rồi size 36 nè, còn hai đôi nha, giống nhau nè mấy chị. Đó, đẹp chưa? Hàng xịn luôn. Size 35, size 36 còn hai đôi. 35, 36 hai đôi. Rồi đôi này size 35. 36 hai đôi nha, đôi này 35, 36 còn hai đôi. Rồi ok chị Huệ 36 nè. Cái này 35 36 thanh toàn hai đôi luôn nè. Rồi đôi này thanh còn hai đôi size 35. Chị được mấy đôi vậy em? Chị gái Phạm mấy đôi vậy? Đây cái này thanh còn hai đôi size 35 nha, hai đôi size 35. Rồi cái này một đôi size 30. Thôi ngày mai đi mấy chị ơi. Nước đầu á nó ngồi đau hai cái đau cái quai hàm mấy chị. Rồi thôi Thanh xuống like mấy chị ơi. Phạm gái với gái Phạm hai người luôn kìa cảnh. Ôi là trời. Khác nhau. Rồi nãy giờ con có dồn không? Like mấy mẫu trước chị coi à. Mấy mẫu trước người ta chốt không còn một đôi đó chị. Đây nè chị. 29.000 nè.
mấy mẫu trước em lên đôi nào ta chốt hết trơn đôi đó à. Đây đôi kẹp này 29 nè. Hả? Cái gì? Rồi đôi này là đôi beo nè. Đó, đôi đi. À. Em có một đôi sụt 39 nè. Đúng rồi đó cưng. Đây rồi nè, cái đôi này đi o nè chị, còn ba đôi này chị lụm luôn đi. Đó, ba đôi này đôi dép này là thấp nè. Đó, dép thường mang thường á, dép mà mang thường á thì nó dễ bán. Beo 29 ok chị. À, cái gì của em từ từ hẳn đi. Ờ, nói chung là từ từ hẳn đi rồi mất đơn đừng có khóc nha, đừng có la làng nha. Tại vì nhà chị Thanh đó là cái mẹ pin yếu luôn rồi. Nhà chị Thanh đó là khách sĩ yoga. Khách sĩ yoga là người ta hay bươi lắm. Bươi nhiều khi lạc đồ của mình á, công mình lựa. Cái Dior này cũng đẹp nè, máy thanh hết pin rồi mấy chị ơi. Đây cái Dior này cũng đẹp nữa nè. Nè mấy chị để Thanh dở cho mấy chị coi. Đây. Đó, Dior mấy chị thấy không? Đẹp không? Bán nón đi chế hết pin rồi, máy hết pin tự tắt nguồn luôn nè. Thôi Thanh xuống like nha mấy chị, máy hết pin rồi.